Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 1551, cô có biết đây là một con số đáng sợ tới mức nào không? Chưa đầy trăm người mà dám tới tiêu diệt cả một quốc gia, đây là uy thế tới độ nào cơ chứ? Hiện nay, khí vận của Hoa Quốc phục hồi thêm lần nữa, nếu như tới ngày hôm đó, chúng ta vẫn chưa thể kết thành đồng minh thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ, mọi người liên thủ trừ khử cường giả cảnh giới thiên vương của Hoa Quốc cũng là để tới lúc đó, dù cho Hoa Quốc có khí vận hùng mạnh thì cũng không có cách nào sản sinh ra nhiều cường giả thiên thần như thế. Nghe thấy mấy lời này của Rod, không chỉ Nguyệt Ảnh mà ngay cả Tiêu Chính Văn cũng kinh ngạc. Hóa ra cái gọi là quốc vận phục hồi lại có uy lực lớn đến thế. Có thể khiến cho võ sĩ của Hoa Quốc đều có được lợi ích rất lớn. Chả trách thiên tử cũng không tiếc hy sinh bản thân, cũng vì muốn giành lấy thời cơ phục hồi khí vận cho Hoa Quốc. Thật sao, tại sao cả trăm năm nay Hoa Quốc vẫn yếu thế? Khí vận thật sự có hiệu quả lớn như vậy ư? Nguyệt Ảnh vô cùng hoài nghi trước những lời Rod nói. Sức mạnh của khí vận không phải là thứ mà cô có thể tưởng tượng nổi. Tại sao bảy gia tộc lớn có thể nắm giữ Âu Lục? Chính là bởi vì bảy gia tộc lớn đã trường tồn quá lâu, đã hiểu ra quá nhiều thứ trong dòng chảy thời gian này rồi. Mấy gia tộc kế thừa chưa tới nghìn năm của mấy người, sao mà biết được khí vận được tăng cường tượng trưng cho điều gì? Sau 400 năm kể từ khi Đại Đường diệt quốc, Đại Đế Thành Cát Tư Hãn kế thừa khí vận của Hoa Quốc thì mới có thể đánh mãi tới tận Âu Lục, tiêu diệt vô số gia tộc như thế. Dù cho gần trăm năm nay, khí vận của Hoa Quốc đã yếu đi, thế nhưng không phải vi hào mấy người vẫn chịu thua trước Hoa Quốc hay sao? Rod bình thản nói. Thế nhưng trong ánh mắt của ông ta lại ngập tràn vẻ sợ sệt. Có thể thấy được sự đáng sợ của khí vận. Jason cười khẩy, nói ông Rod, thứ gọi là khí vận, không nhìn thấy cũng chẳng thể chạm vào được. Nhưng gia tộc Russell Rowland mấy người lại chiếm mất chức vụ hiệu trưởng, e rằng không ổn lắm nhỉ. Ba hiệu phó đều do hai nhà mấy người chia nhau, ông Đông Hoàng có thể chiếm cứ một chỗ, hai vị trí còn lại đều do gia tộc Azor Lan Chi mấy người tùy ý tiến cử. Hơn nữa, số lượng thầy giáo cũng do gia tộc Azor Lan Chi mấy người chiếm đa số. Sáu gia tộc lớn chúng tôi chỉ cần 20 cái tên, như vậy cậu đã hài lòng chưa? Rod vừa nói vừa lấy ra một bản thỏa thuận đã được các tộc trưởng của sáu gia tộc lớn ký tên, sau đó đưa cho Jason. Nhận lấy bản thỏa thuận này, Jason trầm ngâm hồi lâu. Vị trí hiệu trưởng vô cùng quan trọng, thế nhưng điều kiện mà gia tộc Russell Rowland đưa ra cũng vô cùng hấp dẫn. Chuyện này tôi cần thương lượng lại với mọi người trong nhà, dù gì một mình tôi cũng không thể tự quyết một việc lớn như thế. Chương 1552 dứt lời, Jason sải bước ra khỏi quán rượu, bước lên xe liền hỏi mượn Tiêu Chính Văn điện thoại và gọi video cho ông ba một lần nữa. Nghe nói gia tộc Russell Rowland dự định cướp mất vị trí hiệu trưởng, trong mắt ông cụ cũng lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Thế nhưng sau khi Jason nói ra những điều kiện mà gia tộc Russell Rowland đưa ra thì cụ ta cũng rơi vào trầm mặc. Mặc dù nói học viện võ thuật là do gia tộc Azor Lan Chi đề ra, thế nhưng sáu gia tộc kia cũng có quyền bảo vệ lợi ích của mình, có thể nhường hết nhiều vị trí như thế cho gia tộc Azor Lan Chi cũng coi như sự nhượng bộ nhất định của đối phương. Nếu không có được sự cân bằng lợi ích, vậy thì Azor Lan Chi khó lòng bảo đảm được cả hội sẽ không giải tán. Nghĩ tới đây, cụ ta mới khẽ gật đầu nói, cứ làm theo ý của gia tộc Russell Rowland đi, chuyện này vẫn phải thông báo cho Lục Hoài Viễn một tiếng, để Quang Minh Tôn có tính toán sẵn trong lòng mới được. Nói xong, ông cụ cúp máy luôn. Quang Minh Tôn cũng tham gia vào chuyện này sao? Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày nói. Học viện võ thuật này rốt cuộc là do phái Quang Minh đứng phía sau thao túng hay gia tộc Azor Lan Chi mấy người chủ động đề ra? Anh Tiêu, thật ra mối bất hòa lợi ích giữa mấy gia tộc lớn và phái Quang Minh rất lớn, tôi chỉ là một đệ tử đời thứ ba, có rất nhiều chuyện đều không có quyền được biết, chỉ có thể thực thi mệnh lệnh của người lớn trong nhà mà thôi. Thế nhưng, tôi thầm cảm nhận được người tên Lục Hoài Viễn này vô cùng đáng nghi. Jason nói tới đây. Đột nhiên nhíu mày, trước đây khi ông ta chủ động tới tìm gia tộc chúng tôi, nói là đưa thư do đích thân Quang Minh Tôn viết, nhưng vấn đề là cho tới bây giờ, chúng tôi vẫn chưa được thấy diện mạo thật sự của người tên Quang Minh Tôn. Nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của ông ta từ phía xa, con người mà, nếu như chưa từng gặp mặt, dù là giả thì ai có thể nhận ra được đây. Nghe tới đây, Tiêu Chính Văn không khỏi ngơ ngác. Trước đây chính tai anh nghe ông nội nói thập tôn Quang Minh đều là cường giả ở cảnh giới thiên vương.
Lục Tôn Hạo Thiên mới có thực lực thiên thần. Hơn nữa, ban đầu thực lực của Âm Dương Tôn kia cũng chỉ ở cảnh giới thiên vương ba sao. Âm Dương Tôn cũng chỉ vì muốn dung hợp trái tim rồng, để đạt được lợi ích to lớn trong di tích long tộc. Quang Minh Tôn lẽ nào không thể dập theo một khuôn sao? Hoặc là giữa ông ta và Âm Dương Tôn, ai bạc trước ai thì vẫn chưa thể biết được. Ý của anh là Lục Hoài Viễn có khả năng chính là Quang Minh Tôn ư? Tiêu Chính Văn đưa ra phán đoán rất to gan. Chương 1553 anh Tiêu, tôi không dám nói điều này, tôi chỉ hoài nghi thân phận của Quang Minh Tôn. Hơn nữa, hai tên tay sai của ông ta, mặc dù bảo vệ Lục Hoài Viễn không bị thương tổn nhưng cần đến mức phải quan tâm như thế sao? Nói xong, Jason đẩy cửa xe ra, bước nhanh vào trong quán rượu. Tiêu Chính Văn nhìn theo bóng lưng của Jason, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại những lời Jason vừa nói ban nãy. Nếu so sánh thì có lẽ Jason còn hiểu rõ nội tình hơn. Nghĩ tới đây, trong đầu Tiêu Chính Văn đã nảy sinh chủ ý, sau đó anh cũng đẩy cửa xe trở lại quán rượu. Sau khi lấy được quyền sở hữu mỏ dầu, Nguyệt Ảnh và Thương Nguyệt chào tạm biệt Tiêu Chính Văn và Jason rồi rời đi. Rod cũng hài lòng nói với Jason, tôi biết người của gia tộc Azor Lan Chi vẫn luôn vô cùng thức thời mà. Nói xong, ông ta cất gọn văn kiện đã ký tên xong xuôi, dẫn theo bốn tên vệ sĩ nhanh chân rời đi. Tên vệ sĩ mặc đồ đen sau lưng Jason lên tiếng, cậu chủ Jason, ý của ông ba là bảo anh nhanh chóng trở về gia tộc. Ông ba ư, trong mắt cậu còn có tôi hay không? Jason đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn tên vệ sĩ sau lưng, ném văn kiện đã ký xong vào trước ngực tên vệ sĩ đó, rồi nói tôi vẫn phải tới Kaman thêm một chuyến, ông ba bảo tôi thông báo chuyện thay đổi kế hoạch cho Lục Hoài Viễn biết. Nói xong, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, bước nhanh về phía cửa, vẫy tay nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu có biết lái máy bay trực thăng không? Đương nhiên, đó là một trong số những kỹ năng buộc phải có. Tiêu Chính Văn khẽ cười đáp lại. Lúc Tiêu Chính Văn sải bước tiến lên trên chuẩn bị rời đi cùng với Jason, hai tên vệ sĩ mặc đồ đen lại bước đến chắn ngay trước mặt Tiêu Chính Văn, nói, sứ mệnh của anh đã kết thúc rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ bảo vệ cho cậu chủ Jason. Vừa nói, hai tên vệ sĩ vừa giơ tay sờ về phía thắt lưng. Không phải bọn chúng nhìn Tiêu Chính Văn thấy không thuận mắt mà là hôm nay nội dung nói chuyện của mấy người Jason đã đề cập tới quá nhiều cơ mật, Tiêu Chính Văn lại tình cờ nghe được hết tất cả. Vậy nên, việc duy nhất mà bọn chúng có thể làm là giết Tiêu Chính Văn diệt khẩu. Các, tôi khuyên cậu một câu, vị này là một trong số những lính đánh thuê xuất sắc, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng chưa chắc có thể giết chết anh ta, nếu như không muốn chết thì cầm văn kiện này trở về gặp ông ba của tôi đi. Còn về chuyện của tôi, tốt nhất là cậu bớt quản lại dùm. Jason lạnh lùng liếc mắt nhìn mấy vệ sĩ, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Hắn chẳng hơi đâu quan tâm tới sống chết của mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen trong phòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1554 có Tiêu Chính Văn ở đó, giết mấy người này rõ ràng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn nói ra câu đó chỉ vì muốn nhắc nhở Tiêu Chính Văn không thể giết hết, ít nhất phải giữ lại một tên. Cậu chủ Jason, ông ba, hắn vẫn còn chưa nói xong. Con dao quân đội năm cạnh trong tay Tiêu Chính Văn đã phóng tới. Bụp, cùng với tia máu bắn ra, một tên vệ sĩ đang đứng chắn trước mặt Tiêu Chính Văn trong số đó bay thẳng ra xa, nặng nề ngã ngay trước cửa. Anh dám ra tay với chúng tôi sao? Tên vệ sĩ cầm đầu vội vàng lùi ra sau, vẫy tay với mấy người đang đứng hai bên. Tiêu Chính Văn chỉ bình thản đáp, mấy người chỉ là lũ tép diêu, hiện giờ tôi không muốn giết người. Vậy nên tốt nhất đừng manh động. Nói xong, Tiêu Chính Văn quay lưng lại với mấy tên vệ sĩ, nghênh ngang đẩy cửa rời đi. Vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn quay người, bọn chúng giống như cảm nhận được thần chết đang đến rất gần. Dù trong tay bọn chúng có rất nhiều súng, thế nhưng trực giác mách bảo chỉ cần bọn chúng bóp cò thì người chết không phải là Tiêu Chính Văn mà sẽ là bọn chúng. Người này sao lại có hơi thở khủng bố đến thế? Các lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhìn chăm chăm vào Tiêu Chính Văn lúc này đã ngồi vào trong máy bay trực thăng. Cùng với những tiếng ầm vang, máy bay trực thăng bay thẳng về phía Kaman cách đó mấy trăm cây số. Tôi cảm thấy lai lịch của người này rất đáng ngờ. Tôi đã từng gặp cường giả ở cảnh giới chủ soái, nhưng tuyệt đối không hề khủng bố tới vậy. Một tên vệ sĩ trong số đó vừa thu súng lại vừa khiếp sợ lên tiếng.
Chúng ta đi, cử người điều tra cặn kẽ tên này, có điều, trước lúc đó tuyệt đối đừng nói với bất cứ ai. Hai mắt Các lóe lên vẻ ác độc, nhìn về phía máy bay trực thăng đã bay đi mất tăm, lên tiếng nói. Rõ, mấy người bọn chúng liếc nhìn cái xác kia, trầm mặc mấy giây, sau đó bước nhanh rời khỏi quán rượu. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, máy bay trực thăng đã tới không phận của Kaman. Là thành phố lớn thứ hai nước Lý, Kaman náo nhiệt hơn rất nhiều so với Memphis. Ngoài ra, không ít các ông vua dầu mỏ cũng thường tới nơi này du ngoạn. Bởi vậy, người bản địa sớm đã quá quen với những loại máy bay trực thăng cá nhân giống như thế. Chương 1555 Jason dùng danh nghĩa của gia tộc Azer Lanchi gọi điện thoại cho Lục Hoài Viễn. Nhận được điện thoại của Jason, Lục Hoài Viễn không hề bất ngờ mà ngược lại còn cười nói, cậu chủ Jason, nghe nói tên họ Tiêu kia đã chết trong tay Sandoz, thật vậy sao? Hừ, giọng điệu đó chứng tỏ ông ta không tin lời Jason lắm. Hừ, không phải Sandoz giết tên họ Tiêu đó mà là con nhỏ Nguyệt Ảnh, ai mà biết giữa bọn chúng lại có mâu thuẫn lợi ích gì, có điều chết cũng tốt, bớt đi không ít phiền phức cho gia tộc Azer Lanchi chúng tôi. Lần này tôi đến là có lời muốn nhờ ông Lục chuyển tới Quang Minh Tôn. Jason vừa nói vừa quay đầu liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Ồ, chuyện gì thế? Lục Hoài Viễn trầm giọng hỏi, giọng điệu ngập tràn vẻ cảnh giác. Chuyện quan trọng mà nói qua điện thoại, nếu bị nghe lén, hậu quả có lẽ ông cũng hiểu rõ. Là ông ba đã dặn tôi phải đích thân tới tìm ông. Sau đó, Jason hỏi địa chỉ khách sạn mà Lục Hoài Viễn đang ở. Lục Hoài Viễn do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói địa chỉ của mình cho Jason, khách sạn Simon, tầng 18. Nói xong, Lục Hoài Viễn cúp điện thoại. Cả quá trình vẫn chưa đến 30 giây. Xem ra Lục Hoài Viễn vô cùng cẩn thận, sợ có người định vị được ông ta qua điện thoại. Bên kia, khách sạn Simon. Sau khi tới đó, anh tuyệt đối không được kích động. Nếu như hai cao thủ ở cảnh giới thiên vương kia không có ở đó thì anh mới được hành động. Tuy nhiên lần này, tôi hy vọng anh ra tay với tôi nhẹ một chút. Dứt lời, Jason nở một nụ cười xảo quyệt. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, kéo cần điều khiển của máy bay trực thăng, bay thẳng tới sân đỗ máy bay trực thăng trên đỉnh khách sạn Simon. Cùng với một tiếng vang rất lớn, máy bay trực thăng vững vàng đậu trên sân đỗ máy bay trực thăng. Hai người đi thang máy trên tầng cao nhất xuống thẳng tầng 18. Cửa thang máy vừa mở ra đã có hai người đàn ông mặc đồ đen bước nhanh lên trước. Xin hỏi anh là cậu chủ Jason sao? Một người trong số đó lạnh lùng lên tiếng hỏi. Không sai, chính là tôi. Muốn khám người sao? Jason nói rồi giơ hai tay lên. Hai người đàn ông mặc đồ đen khẽ lắc đầu rồi nói với Tiêu Chính Văn, vị này, xin anh giơ tay lên. Chương 1556 Tiêu Chính Văn nở một nụ cười vô hại. Chậm rãi giơ cánh tay lên, người đàn ông mặc đồ đen khám xét khắp người Tiêu Chính Văn một lúc, không phát hiện ra bất cứ bất thường gì mới cho Jason và Tiêu Chính Văn rời đi. Đi qua hành lang tới một ngã rẽ, một tên đàn ông da trắng liếc mắt nhìn Jason, phất tay nói, đi theo tôi, ông Lục đang đợi anh. Nói xong, hắn dẫn Jason và Tiêu Chính Văn tiến về phía một căn phòng tổng thống ở phía cuối hành lang. Khi cẩn thận quan sát nhân viên bảo vệ xung quanh, Tiêu Chính Văn không khỏi cau mày. Đừng nói là cường giả ở cảnh giới thiên vương, ngay cả một người ở cảnh giới chủ soái cũng chẳng có. Bên cạnh Lục Hoài Viễn không thể không có cao thủ. Anh Tiêu, ở bên trong, Jason dường như nhìn ra suy nghĩ của Tiêu Chính Văn, nên nhỏ giọng nói mấy câu bên tai Tiêu Chính Văn. Mãi tới khi đẩy cửa phòng, Tiêu Chính Văn mới chú ý có hai gã đàn ông da trắng đang đứng sau lưng người đàn ông trung niên Hoa Quốc. Bọn chúng đều là cao thủ trong số cao thủ. Chỉ riêng hơi thở cũng đủ để khiến người ta kinh sợ. Ông Lục, rất vui được gặp mặt. Jason nở nụ cười thân thiện với người đàn ông trung niên, sau đó cô túi văn kiện trong tay. Cậu chủ Jason, không phải cậu nói Tiêu Chính Văn đã chết rồi sao? Vậy cậu ta là ai? Sắc mặt Lục Hoài Viễn đột nhiên đanh lại, chỉ tay vào Tiêu Chính Văn. Chương 1557 khi Lục Hoài Viễn vừa dứt lời, hai người đàn ông da trắng một trái một phải chặn đường lui của Tiêu Chính Văn. Hai luồng sức mạnh không thua kém gì cường giả cảnh giới thiên vương 4 sao vững vàng khóa chặt Tiêu Chính Văn lại. Ông Lục, đây chắc là hiểu lầm nhỉ, anh ta,
anh ta là lính đánh thuê tôi bỏ một số tiền lớn ra để mời đến bảo vệ sự an toàn cho tôi thôi. Jason thấy không ổn cũng hoảng sợ mặt mày tái nhợt, vội giải thích với Lục Hoài Viễn. Nghe thế Lục Hoài Viễn bật cười. Trên bức ảnh này chắc hẳn là vua Bắc Lương nhỉ? Lục Hoài Viễn vừa nói vừa lấy một tấm ảnh ra lắc lư trước mặt Jason và Tiêu Chính Văn. Mấy người các cậu thích tự cho mình thông minh, mối quan hệ giữa Tiêu Chính Văn và Nguyệt Ảnh vừa là bạn vừa là thù, Nguyệt Ảnh không có lý do gì để giết Tiêu Chính Văn, đúng chứ vua Bắc Lương? Lục Hoài Viễn chắp hai tay ra sau lưng, nở nụ cười hung ác nhìn chằm chằm cảnh đẹp ngoài cửa sổ. Cả 18 tầng đều bị ông ta bao vây khắp nơi. Mặc dù lúc đến không có lấy một cao thủ, chỉ cần Lục Hoài Viễn ra lệnh một tiếng thì nơi này lập tức sẽ trở thành nơi chôn xác Tiêu Chính Văn. Lục Hoài Viễn, không đúng, tôi có nên gọi ông là Quang Minh Tôn không nhỉ? Đường đường là Quang Minh Tôn lại giấu tên tuổi ẩn náu nhiều năm ở Hoa Quốc, không phải chỉ vì nửa trái tim Hắc Long đó chứ? Thấy thân phận của mình đã bị lộ, Tiêu Chính Văn cũng không có hứng thú đùa với Lục Hoài Viễn nữa mà thẳng thắn nói. Ha ha, Lục Hoài Viễn không khỏi ngửa mặt lên trời bật cười, Tiêu Chính Văn, quả nhiên cậu rất thông minh. Trên thế giới này không quá 5 người có thể đoán ra thân phận của tôi, nhưng cậu là một trong số đó. Hoa Quốc không chỉ có nửa trái tim rồng Hắc Long mà còn một cuốn Thiên Sơn Thư Lục. Người đời ngu ngốc cứ nghĩ đã có được tim rồng thì có thể trở nên vô địch. Nếu không có Thiên Sơn Thư Lục thì tim rồng còn có tác dụng gì? Chỉ có thể uổng công vô ích thôi. Chẳng hạn như Âm Dương Tôn muốn cướp trái tim rồng Kim Long. Nhưng nếu tôi đoán không lầm thì dù cậu ta không chết trong tay cậu, cũng sẽ chết trong tay trái tim rồng Kim Long thôi. Lục Hoài Viễn nói đến đây bỗng xoay người lại nhìn Tiêu Chính Văn. Là ông, Tiêu Chính Văn không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt trước mắt. Quang Minh Tôn lại lẩn trốn ở Long Các. Cán bộ liên lạc của Long Các, Đàm Chi Phong. Tôi có quá nhiều tên ở thế giới này, ngay cả bản thân mình cũng không rõ tôi đang diễn vai nào nữa. Nhưng cậu phải nên cảm ơn tôi, nếu tôi không tiết lộ tin tức thì mấy người Giang Vạn Long đã chết trong tay ông Lạc từ lâu rồi. Lục Hoài Viễn rút một điếu xì gà ra châm lửa, sau đó rít một hơi thở ơ nói, cậu có thể dung hợp tim rồng Xích Long, và tim rồng Kim Long, chứng tỏ trong tay cậu có Thiên Sơn Thư Lục toàn tập. Chỉ bằng chúng ta thỏa thuận đi. Giọng Lục Hoài Viễn chắc nịch, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn. Thỏa thuận, đưa ông về Hoa Quốc sao? Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói, mắt đảo sang nhìn hai người đàn ông da trắng bên cạnh, sau đó vô thức lùi lại hai bước. Tiêu Chính Văn, giao Thiên Sơn Thư Lục ra, ít nhất cậu có thể giữ được tính mạng. Nếu không hôm nay tôi sẽ phải xin lỗi Tiêu Long rồi. Lục Hoài Viễn lạnh lùng nói. Chương 1558 Thiên Sơn Thư Lục không ở trên người tôi, nhưng tôi muốn hỏi là tại sao phái Quang Minh các ông lại muốn tìm di tích Long tộc? Trong di tích Long tộc ngoài bí mật nguồn gốc của Long tộc và con người ra thì còn những gì? Tiêu Chính Văn trầm giọng hỏi. Nghe Tiêu Chính Văn nói thế, Jason ngây người. Di tích Long tộc gì, cái gì mà nguồn gốc của loài người, chuyện quái quỷ gì đây? Chỉ có người đi vào di tích Long tộc mới có thể đạt đến cảnh giới nhân vương, mới có thể bước lên cảnh giới cao hơn. Thật ra giao Thiên Sơn Thư Lục và hai quả tim rồng cũng là đang giúp ông nội cậu đấy. Tiêu Long cũng là một thành viên của chúng tôi. Hơn nữa giữa chúng ta không có thù oán, lúc trước suýt nữa cậu đã bị Võ Thí Thiên sát hại, nếu không phải do tôi đưa tin tức cho Tiêu Long thì cậu còn có thể đứng đây được sao? Thế nên chúng ta là bạn, không phải thù. Là bạn thì phải chia sẻ tài nguyên với nhau, nếu không là đang phá vỡ tình bạn đấy. Lục Hoài Viễn vừa đấm vừa xoa nói với Tiêu Chính Văn. Nghe ông ta nói thế, cuối cùng Tiêu Chính Văn rõ ngộ ra. Hóa ra mọi chuyện xảy ra trước đây đều có liên quan trực tiếp đến vị Quang Minh Tôn này. Anh bị thương nặng không chữa trị được, Tiêu Long kịp thời chạy đến dung hợp trái tim rồng Xích Long vào người anh. Sau đó đối đầu trực diện với Võ Thí Thiên vẫn là Quang Minh Tôn ra tay cứu anh một mạng. Nhưng người này chắc chắn không phải là người có lòng nhân từ gì. Ngược lại trước giờ ông ta vẫn luôn giăng một tấm lưới lớn, mục đích của ông ta rất đơn giản, đó là Thiên Sơn Thư Lục. Xem ra hôm nay ông không đạt được mục đích thì không từ bỏ. Tiêu Chính Văn trầm giọng nói, liếc nhìn hai người đàn ông da trắng xung quanh. Thôi vậy, Tiêu Chính Văn, cảnh giới Thiên Vương cũng là cảnh giới có thể tạo ra kỳ tích, tôi không mong cậu nhìn thấy họ ra tay,
nếu không cậu sẽ chết. Chuyện này lại phí tâm sức của Tiêu Long. Lục Hoài Viễn cười nhạt, đánh mắt ra hiệu cho hai người đàn ông da trắng. Vù, một luồng gió ập đến, một người trong đó bỗng vung nắm đấm lên. Luồng gió đó hệt như cơn gió lốc được bao bọc trong lực hút rất mi anh đánh vào ngực Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó một người khác cũng ra đòn. Chương 1559 không biết từ khi nào mà trong tay hắn có thêm một con dao ngắn lóe lên ánh sáng màu bạc, lưỡi dao sắc bén, một luồng khí đan như xé tan không gian đánh thẳng vào vị trí đằng sau ngay tim của Tiêu Chính Văn. Cách đánh của hai người này vô cùng quỷ dị. Trong luồng gió đó như mang theo một ít trận pháp. Nếu Tiêu Chính Văn không có trái tim rồng kim long thì e là anh đã chết vì bị tấn công từ đằng trước lẫn phía sau. Đánh hay đấy, Tiêu Chính Văn lớn giọng nói, cơ thể nhanh chóng lướt qua người hai người đó, đồng thời né khỏi đòn tấn công của hai người. Hai người này mạnh quá. Chẳng phải nói Thập Tôn Quang Minh mới có sức mạnh thiên vương sao? Tại sao hai người bên cạnh ông ta cũng có thực lực thiên vương bốn sao? Nhưng Tiêu Chính Văn còn chưa kịp đánh đến chỗ Lục Hoài Viễn thì đã bị chặn lại bởi một con dao ngắn. Tiêu Chính Văn, muốn đánh lén trước mặt hai người bọn tôi à, anh đừng mơ. Xoẹt, một luồng sáng bạc chém xuống, Tiêu Chính Văn vội vàng lùi về sau, đồng thời nắm chặt con dao quân đội năm cạnh. Không biết Tiêu Long có nói với cậu không, họ là Quang Minh Tả Hữu Sứ. Mặc dù không dám nói là dưới thiên thần không có đối thủ nhưng chắc chắn không phải là người cậu có thể đối địch. Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, giao Thiên Sơn Thư Lục ra đây. Sắc mặt Lục Hoài Viễn bỗng trở nên nghiêm nghị, ánh mắt toát ra sự uy hiếp. Đừng nói trên người tôi không có, dù có thật đi chăng nữa cũng sẽ không đưa cho loại người như ông. Vừa nói Tiêu Chính Văn vừa xoay cổ tay, con dao quân đội năm cạnh bỗng phóng ra. Xoẹt, con dao quân đội năm cạnh mang theo ánh bạc đâm thẳng vào Quang Minh Tả Sứ. Tốc độ cực nhanh, lực dao rất mạnh, ngay cả Jason ở bên cạnh cũng có cảm giác mình bị một sức rất mạnh đẩy về phía trước. Keng, con dao quân đội năm cạnh chạm vào con dao ngắn của Quang Minh Tả Sứ, sau đó bỗng quay ngược lại đâm thẳng vào Quang Minh Hữu Sứ với góc độ hiểm hóc. Chương 1560 mặc dù Quang Minh Tả Sứ chặn được con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn, nhưng cũng bị chấn động rất mạnh, khí huyết cuồn cuộn dâng lên, không khống chế được cơ thể mà ngã văng ra xa. Cùng ở cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao, nhưng cách biệt giữa hắn và Tiêu Chính Văn lại lớn tới thế sao? Quang Minh Tả Sứ nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt không dám tin, khi cơ thể của hắn nặng nề ngã xuống đất rồi nôn ra máu. Mà tình hình của Quang Minh Hữu Sứ cũng không tốt hơn hắn là bao. Chỉ thấy lưỡi lê của con dao quân đội năm cạnh khẽ chuyển động, lao thẳng về phía lồng ngực của Quang Minh Hữu Sứ. Một luồng gió mạnh khiến toàn bộ thủy tinh trong phòng đều vỡ nát. Jason sợ tới mức vội vàng ôm lấy một cây cột xi măng, vô cùng kinh hoàng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Lẽ nào đây mới là chiến lực thật sự của Tiêu Chính Văn? Đây mới là thực lực của thiên vương thiên cấp 4 sao? Mẹ kiếp, thế này cũng quá khủng bố rồi, vấn đề là hắn thật sự đang rất lo lắng sẽ bị cơn gió mạnh cuốn đi. Nơi này là tầng 18 đấy, nếu sơ suất một chút là đi luôn cả đời. Bụp, con dao quân đội năm cạnh vừa bay về phía Quang Minh Hữu Sứ, vừa xoay tròn rất nhanh, thậm chí còn tạo nên một vòng xoáy cỡ nhỏ. Quang Minh Hữu Sứ hét lên một tiếng, dồn hết toàn lực tung ra một cú đấm. Cú đấm của hắn căn bản không có cách nào đối chọi được với vòng xoáy mà con dao quân đội năm cạnh tạo nên, luồng gió mạnh cuộn xoáy lại. Con dao quân đội năm cạnh rạch rách luôn cả nắm đấm của hắn. Phải biết rằng nắm đấm của hắn nếu có ví là thần quyền sắt thép cũng không ngoa. Dù gì cảnh giới của hắn cũng cao như vậy, hắn đã đánh bại được bao nhiêu cao thủ chỉ với hai nắm đấm này cơ chứ? Đao kiếm trên thế giới căn bản không có cách nào tạo ra bất cứ uy hiếp gì với hắn. Dù như vậy, tay của hắn cũng đã bị thương. Khoảnh khắc máu tươi chảy xuống, trong lòng Quang Minh Hữu Sứ không khỏi chấn động. Tiêu Chính Văn, đối với hắn mà nói, lúc này tên đó rõ ràng đã trở nên quá mức đáng sợ. Chương 1561 mặc dù bây giờ Tiêu Chính Văn cũng không hề thoải mái, nhưng cách biệt của hai tên này so với độ thiên chân nhân không hề nhỏ. Chỉ dựa vào thủ đoạn công kích đơn giản như vậy thì bọn chúng căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Bộp, cơ thể của Quang Minh Hữu Sứ nặng nề đập lên bức tường. Bức tường kiên cố dày cộp cũng vì cú va đập này mà hình thành những vết nứt giống như mai rùa.
Bộp bộp bộp, Lục Hoài Viễn khẽ vỗ tay, trên mặt vẫn là nụ cười sâu xa. Ông ta không mảy may lo lắng sợ hãi. Quang Minh Tôn, chúng tôi, Quang Minh Tả Sứ và Quang Minh Hữu Sứ vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hoài Viễn. Mấy người thua cậu ta là chuyện bình thường, quả nhiên giống như tôi nghĩ, sau khi trái tim rồng Kim Long và trái tim rồng Xích Long dung hợp, dù có là đòn công kích bình thường nhất thì cũng sẽ mang theo uy lực của trận pháp. Lục Hoài Viễn chậm rãi đứng dậy. Vào khoảnh khắc mà Lục Hoài Viễn đứng dậy, mặt đất dưới chân ông ta cũng xuất hiện vô số vết nứt. Ngay cả không khí xung quanh dường như cũng ngưng tụ ngay trong khoảnh khắc đó. Nhưng bất luận là Quang Minh Tả Sứ hay là Quang Minh Hữu Sứ cũng hoàn toàn không có cách nào so sánh với hơi thở mạnh mẽ xung quanh cơ thể Lục Hoài Viễn. Suy cho cùng, ông ta cũng là cường giả luôn áp chế cảnh giới của bản thân, trước giờ đều không đột phá lên cảnh giới thiên thần. So với ông ta, Quang Minh Tả Hữu Sứ rõ ràng quá là yếu ớt. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Tiêu Chính Văn, sao nào? Rất bất ngờ nhỉ, Lục Hoài Viễn nở một nụ cười nhạt. Thực lực của ông ta không chỉ mạnh hơn một bậc so với Âm Dương Tôn. Hơn nữa, trong tay ông ta còn cầm một chiếc bình nhỏ màu đỏ, nở nắp ra với vẻ mặt ung dung, cười nói có biết đây là thứ gì không? Dứt lời, ông ta ngửa đầu lên đổ chất lỏng màu đỏ trong chiếc bình nhỏ vào trong miệng rồi ném chiếc bình qua một bên. Khi chất lỏng màu đỏ đó xuất hiện, trong lòng Tiêu Chính Văn cũng hơi chấn động. Chương 1562 Máu Rồng. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Chính Văn, Lục Hoài Viễn cười khẩy nói, chắc là cậu đoán ra rồi nhỉ, đây là máu của rồng. Tôi có rất nhiều cách để giết cậu, nhưng đối phó với một thằng nhóc mà phải dùng nhiều thủ đoạn phức tạp như thế thì sẽ bị người ta khinh thường. Rõ ràng, Lục Hoài Viễn tự đề cao bản thân, hoàn toàn khinh thường mấy âm mưu thủ đoạn kia. Hơn nữa, theo ông ta thấy, sau khi uống máu rồng, sức mạnh của ông ta lại có thể đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới. Chỉ giết một tên Tiêu Chính Văn, cũng chẳng cần dùng tới mấy thủ đoạn không vẻ vang kia làm gì. Là một trong số thập tôn Quang Minh Tôn thông minh nhất nên có sự tự tin này. Mặc dù Tiêu Chính Văn từng tự tay giết chết Âm Dương Tôn và lội ngược dòng đánh bại nhiều cao thủ. Nhưng theo Lục Hoài Viễn thấy, nếu như ông ta muốn giết mấy người kia, thì thậm chí chỉ cần dùng một ngón tay mà thôi. Giơ tay lên đã có thể giết chết người, những tên đã bị Tiêu Chính Văn giết chết kia có đáng là gì đâu chứ. Đây là sự tự tin tuyệt đối với thực lực của bản thân. Lục Hoài Viễn ngoắc ngón tay với Tiêu Chính Văn, sau đó nhảy vọt lên, bay thẳng từ trên tầng 18 xuống dưới. Không sai, quả thực là bay. Cơ thể ông ta giống như đang trao lượn giữa không trung, bay thẳng về phía quảng trường Thái Dương phía xa. Lúc này, không trung hình thành một vòng xoáy khí cực lớn, khiến cho đám người đang đi bộ bên trên quảng trường bỏ chạy tán loạn khắp bốn bên. Anh Tiêu, anh không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Vận mệnh của hai chúng ta đã trói buộc lại một chỗ với nhau rồi. Jason run rẩy kéo lấy cánh tay của Tiêu Chính Văn, nói với sắc mặt trắng bệch. Hắn đã từng gặp rất nhiều cao thủ, nhưng nhảy thẳng xuống từ tầng 18 mà vẫn có thể giống như một con diều hâu trao lượn ra xa mấy trăm mét, hơn nữa còn tùy ý khua hai cánh tay là có thể tạo nên gió xoáy cỡ nhỏ. Điều này vượt qua toàn bộ nhận thức của hắn. Trong mắt hắn lúc này, trận giao chiến ban nãy giữa Tiêu Chính Văn và Quang Minh Tả Hữu Sứ đã trở nên tầm thường hơn nhiều. Yên tâm, anh mà chết thì tôi cũng không còn sống đâu. Tiêu Chính Văn đẩy Jason ra, sải bước tiến lên, giống như Quang Minh Tôn, hai tay anh giơ lên ngang bằng, cứ thế trao lượn về phía quảng trường Thái Dương cách đó mấy trăm mét. Rầm. Chương 1563 Tiêu Chính Văn mạnh mẽ đáp xuống mặt đất, hơi thở không hề bị rối loạn. Ồ! Cậu cũng không tệ, vượt ngoài dữ liệu của tôi. Lục Hoài Viễn ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính Văn, trong ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng. Dù sao thân phận của ông ta cũng rành rành ra đó, trong số thập tôn Quang Minh, mặc dù thực lực của ông ta không thể coi là mạnh nhất, nhưng cũng có trình độ hàng đầu. Hơn nữa, trong số thập tôn Quang Minh, ông ta là cường giả duy nhất giữ danh hiệu này suốt mấy chục năm mà chưa từng đổi người. Cũng có thể nói, những người khác đều ít nhiều xảy ra bất trắc, vậy nên đã bị người khác thay thế vào vị trí. Chỉ có một mình ông ta là vẫn bình an vô sự. Chỉ từ điểm này cũng đủ để thấy Quang Minh Tôn chính là một đối thủ rất đáng gờm của Tiêu Chính Văn. Ông cũng ghê gớm lắm, khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Khóe miệng Tiêu Chính Văn hơi nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lùng. Thanh niên trai tráng có bản lĩnh là một chuyện tốt, nhưng có những lúc cũng còn chưa chắc. Có những lúc bản lĩnh cũng sẽ khiến cậu làm ra một số chuyện ngu xuẩn. Nếu như tôi là cậu thì sẽ giao Thiên Sơn Thư Lục ra, tránh việc nhận lại một kết cục bi thảm. Quang Minh Tôn nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó chỉ xuống mặt đất của quảng trường, nói tôi từng giết Thiên Vương số 1 Âu Lục trong vòng 5 chiêu ngay tại nơi này. Mà cậu còn kém xa ông ta nhiều lắm. Lục Hoài Viễn chắp một cánh tay sau lưng, ánh mắt nhìn lên bầu trời giống như đang hồi tưởng lại cảnh tượng kích động lòng người năm xưa. Thiên Vương số 1 Âu Lục năm đó đã đạt tới cảnh giới Thiên Vương Thiên cấp 4 sao, cũng từng nhiều lần lội ngược dòng giết chết cường giả Thiên Vương cấp Long 5 sao trong vòng 3 chiêu. Mà lúc đó, người đó mới chỉ 30 tuổi, không một ai biết được trong tương lai ông ta sẽ đạt được thành tựu như thế nào. Rất có khả năng ông ta sẽ trở thành một cường giả thiên thần tiếp theo của Âu Lục. Nhưng vào lúc người này đang được mọi người hết sức ngưỡng mộ thì Lục Hoài Viễn xuất hiện. Để công bằng, bọn họ chọn địa điểm giao chiến tại Phi Lục, chính là quảng trường dưới chân Tiêu Chính Văn lúc này. Nhưng trận chiến đó, Thiên Vương số 1 bại trận, chỉ sau 5 chiêu, Thiên Vương số 1 đã chết thảm trong vòng 5 chiêu. Vậy nên, thanh danh của Quang Minh Tôn ở Âu Lục giống như mặt trời giữa ban trưa. Vô số gia tộc đều quy phục trong chớp mắt, nói đủ chưa, rốt cuộc có đánh hay không đây? Tiêu Chính Văn bình tĩnh liếc nhìn Lục Hoài Viễn. Chương 1564 Lục Hoài Viễn lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, hung hăng nói, được. Nếu cậu đã muốn đâm đầu vào chỗ chết như thế thì tôi sẽ cho cậu được toại nguyện. Năm đó tôi chỉ dùng 5 chiêu đã có thể giết được Thiên Vương số 1 Âu Lục, để tỏ lòng tôn kính với Tiêu Long, tôi sẽ đánh 6 chiêu rồi mới giết cậu. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lục Hoài Viễn nhấc chân bước đến, ầm. Một tiếng động lớn vang lên, mặt đất ở quảng trường Thái Dương đều rung chuyển. Lúc này rất nhiều luồng sức mạnh của cường giả bao trùm quảng trường Thái Dương. Sandos cũng đứng trên một đỉnh tháp cách đó khá xa nhìn quảng trường Thái Dương. Chủ tế, ông nói xem giữa Tiêu Chính Văn và Quang Minh Tôn, ai có khả năng thắng trận đấu này cao hơn? Một chủ tế mặc áo choàng đen đứng cạnh Sandos cúi đầu hỏi Sandos. Có lẽ trận chiến này chẳng có gì hồi hộp cả. Sandos thở dài nói, mặc dù cách đánh của Tiêu Chính Văn khá nhiều, hơn nữa từng giết rất nhiều cường giả, nhưng dù sao Quang Minh Tôn cũng là ông già sống mấy chục năm, chỉ nói về kinh nghiệm chiến đấu thì Tiêu Chính Văn đã không thể so bì được rồi. Dù bản lĩnh của cậu ta có giỏi đi chăng nữa, nhưng kinh nghiệm lại không thể bù lại bằng bản lĩnh được. Huống gì Quang Minh Tôn vẫn còn một con át chủ bài. Cái gì, ý ông là Quang Minh Tôn chưa đánh hết sức ư? Chủ tế áo đen kinh ngạc hỏi. Tất nhiên, ông ta là người duy nhất có thể uống máu rồng là thứ có sức mạnh rồng cổ cực mạnh, đồng nghĩa với việc ông ta có thể có 1/1000 sức mạnh long tộc. Long tộc là sự tồn tại lớn mạnh chỉ lưu truyền trong truyền thuyết, dù là 1/1000 sức mạnh cũng không phải là người mà Tiêu Chính Văn có thể đối địch. Sandos hờ hững nói, đồng thời có thể nhìn thấy vẻ kiêng dè và ngưỡng mộ trong mắt ông ta. Đây là điểm khác biệt lớn nhất của Quang Minh Tôn với 9 vị thập tôn Quang Minh khác, cũng là điểm khiến người khác kiêng dè nhất. Sao cơ, ý ông là thật sự có rồng tồn tại trên thế giới này à? Chủ tế đó vô cùng kinh ngạc. Mặc dù vẫn luôn nói là trên thế giới này có rồng, còn có truyền nhân của rồng tồn tại. Nhưng ở nước Lý không chỉ người biết đến truyền thuyết này càng ngày ít, mà người tin vào truyền thuyết này dường như chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chương 1565 Sandos là ai cơ chứ? Người hầu trung thành của thần minh, ngay cả ông ta cũng tin có rồng tồn tại. Đương nhiên là có rồng, hơn nữa từng tồn tại. Sự lớn mạnh của họ không phải là thứ cậu có thể tưởng tượng được. Dù là Tichutankhamun cũng không thể đánh thắng long tộc. Sandos kiên định gật đầu nói. Mặc dù ông ta không biết sốt cuộc máu rồng và tim rồng có gì khác nhau. Trên thế giới có nhiều người tranh giành tim rồng như thế nhưng nước Lý không có ai muốn chạm đến. Đó là đồ vật bị mọi người cho là xui xẻo. Nhưng Sandos từng tận mắt thấy sự mạnh mẽ của máu rồng. Vị Thiên Vương số 1 Âu Lục đó chính là người bị Lục Hoài Viễn giết chết trong 5 bước sau khi Lục Hoài Viễn uống máu rồng. Ông ta cũng là một trong những người chứng kiến vào năm đó, uy thế mạnh mẽ kinh thiên động địa đó chắc chắn không phải là thứ con người có thể tưởng tượng được. Trong lúc hai người nói chuyện, Lục Hoài Viễn đã ra đòn thứ hai.
Đòn tấn công này có uy lực như núi thét biển gào, thỉnh thoảng trong không khí có tiếng sấm chớp vang lên. Trông có vẻ như một đòn rất tùy ý nhưng lại có thể đánh ra tiếng sấm chớp, đây quả là sự tồn tại hiếm thấy trong thế gian. Đòn tấn công này nhìn có vẻ hoàn hảo nhưng lại có sức công kích và lực tác động không thua kém gì tên lửa siêu thanh. Nếu là người có cấp bậc dưới cảnh giới thiên vương thì e là cú đấm tiếp theo đã bị luồng khí ẩn trong không khí xé thành từng mảnh trước khi chưa chạm đến nắm đấm của Lục Hoài Viễn. Tiêu Chính Văn lại giơ tay vẽ ra một ký hiệu vô cùng quái lạ trong không trung, sau đó cũng ra đòn. Hai nắm đấm chạm vào nhau, xung quanh lập tức dâng lên sóng khí ngút trời. Gạch lát nền ở quảng trường đều bị sóng khí đánh văng lên, sau đó xoay vòng vòng trong không trung rồi văng ra xa. Cậu đánh khá lắm, lại có thể đỡ được cú đấm của tôi bằng cách này. Lục Hoài Viễn cười khẩy nói. Nhưng ông ta vừa dứt lời, tiếp tục đánh ra đòn tấn công tiếp theo. Tốc độ của đòn tấn công này không nhanh như trước đó, nhưng khi ông ta tung đòn ra gần như cả bầu trời đều bao trùm bởi quyền ảnh. Chương 1566 chiêu này rất giống với kiếm cảnh của Độ Thiên Chân Nhân. Nếu Tiêu Chính Văn không đọc ghi chép trong Thiên Sơn Thư Lục thì sẽ nhầm đây là kiếm cảnh. Nhưng thật ra đây là quyền pháp có tên là Thiên Đạo Vô Ảnh. Thiên Đạo Vô Ảnh, thế mà ông lại biết quyền pháp đã biến mất vài trăm năm này ư? Tiêu Chính Văn không khỏi ngờ vực nhìn Quang Minh Tôn. Lúc này Tiêu Chính Văn cũng hơi nghi ngờ thân phận thật của Quang Minh Tôn. Có lẽ Lục Hoài Viễn không phải là tên thật của ông ta, hơn nữa thân phận của ông ta càng cần phải suy xét. Vì quyền pháp này chỉ được ghi chép lại trong Thiên Sơn Thư Lục. Hơn nữa chỉ có người nhà họ Tiêu mới có thể đọc hiểu Thiên Sơn Thư Lục. Lẽ nào ông ta cũng có liên quan đến nhà họ Tiêu? Quả nhiên là cậu đang giữ Thiên Sơn Thư Lục. Quyền pháp này đúng là một quyền pháp đã biến mất từ lâu. Trong Thiên Sơn Thư Lục có ghi chép lại tất cả kiến thức bị thất truyền trong hàng nghìn, hàng trăm năm trở lại đây, thế nên trừ khi Tiêu Chính Văn đọc được. Hơn nữa còn hiểu những gì Thiên Sơn Thư Lục viết, chứ nếu không anh hoàn toàn không thể nói được tên của quyền pháp. Quyền pháp này chỉ cần tung ra thì trời đất thay đổi, thật ra là ra đòn với uy lực của trời đất. Nhưng rõ ràng cảnh giới của Lục Hoài Viễn đã kém hơn nhiều, trông có vẻ đây là đòn tấn công khắp bầu trời đều là quyền ảnh, không một góc chết. Tuy nhiên trên thế giới này đâu có thứ gì là hoàn hảo. Ra đòn bằng quyền uy của trời đất. Mặc dù chỉ có một đòn tấn công nhưng có thể ẩn chứa sức mạnh của trời, một cú đấm có thể nghiền nát đối thủ. Giữa hai người có sự cách biệt một trời một vực. Mặc dù như vậy, Lục Hoài Viễn cũng đủ khiến Tiêu Chính Văn kinh ngạc. Thấy nắm đấm sắp đánh đến chỗ mình, Tiêu Chính Văn sử dụng cách phá giải trong Thiên Sơn Thư Lục, đầu ngón chân anh chạm xuống đất liên tục lùi về sau như chuồn chuồn lướt nước. Nền gạch trước mặt anh lần lượt vỡ nát, trước mắt xuất hiện một loạt hố sâu. Cậu không né được đâu. Vừa dứt lời, Lục Hoài Viễn lại bước đến trước một bước. Quyền ảnh trên bầu trời đánh về phía Tiêu Chính Văn như vũ bão, hơn nữa còn bao vây Tiêu Chính Văn vào trong đó. Tiêu Chính Văn lại rất bình tĩnh, liên tục lùi về sau, thi thoảng vung nắm đấm ra chặn quyền ảnh trước người mình. Không có tác dụng đâu, cậu còn kém lắm, dù sao cậu cũng còn quá trẻ. Thiên Sơn Thư Lục ở trong tay cậu cũng chỉ là một vật vô dụng. Giao cho tôi đi. Chương 1567 Lục Hoài Viễn lạnh lùng nói. Đồng thời Lục Hoài Viễn lại bước đến trước. Quyền ảnh lại kiên cố thêm, lần này không chỉ là quyền ảnh hư vô nữa mà là vô số nắm đấm đã hiện thân. Uy lực cũng không thua kém gì quyền ảnh lúc nãy. Lục Hoài Viễn liên tục bước ra 5 bước, lúc này khắp cả bầu trời quảng trường đều là quyền ảnh. Vô số quyền ảnh kết hợp lại tạo ra một cú đấm cực lớn. Không ổn, Sandos đứng trên đỉnh tháp ở đằng xa kinh ngạc thốt lên. Chủ tế, ý ông là Tiêu Chính Văn sắp thua rồi à? Chủ tế mặc áo choàng đen nhíu mày hỏi. Năm đó thiên vương số 1 Âu Lục đã thua bởi chiêu này của ông ta. Bây giờ thế tấn công đã hình thành, e là Tiêu Chính Văn không còn đường lui nữa. Sandos thở dài nói. Tại sao, chẳng phải quyền ảnh này không làm hại gì đến Tiêu Chính Văn sao? Chủ tế áo đen khó hiểu nói. Những gì cậu thấy chỉ là bề ngoài thôi, sát chiêu thật sự lợi hại là chiêu chết. Tình thế một khi đã hình thành thì sẽ chết chắc. Sandos trầm giọng nói. Quả nhiên lúc này khí thế cả người Lục Hoài Viễn thay đổi, vô cùng uy lực hệt như thiên thần từ trên trời xuống.
Vãi, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày. Chương 1568 Lục Hoài Viễn mở mắt ra, như thần linh nhìn chúng sinh, cười khẩy nói, bị cậu nhìn ra rồi, nhưng cũng muộn mất rồi. Sức mạnh thật sự đã hình thành, đây chính là một đòn chết. Thế nên bất kể đối phương có mạnh thế nào cũng không thể nào ngăn được. Vì thế bộ quyền pháp này mới được gọi là thiên đạo vô ảnh. Thật ra không phải vô ảnh mà là vô hình. Trong vô hình, hình thành thế cục chết làm người đang ở bên trong quyền ảnh dần dần chết đi như phương pháp nước ấm nấu ếch. Lúc này Lục Hoài Viễn như thiên thần từ trên trời xuống, xung quanh gió ập đến, vô số đất đá bay tứ tung khắp quảng trường. Giống như có một bàn tay vô hình ở giữa trời đất bao bọc toàn bộ quảng trường vào trong lòng bàn tay. Hai, thật ra xem trận đấu của hai người họ chỉ mất thời gian vô ích. Mặc dù Tiêu Chính Văn rất mạnh nhưng dù sao cũng còn quá trẻ, kinh nghiệm chính là khuyết điểm lớn nhất của cậu ta, có lẽ sẽ đánh bại được cao thủ bình thường. Nhưng, nói đến đây, Sandoz không khỏi tiếc nuối nói, dù sao đó cũng là Quang Minh Tôn. Từ khi bắt đầu trận đấu Tiêu Chính Văn đã nằm ở thế yếu rồi. Đây chính là sự khởi nguồn cho bi kịch của cậu ta. Mặc dù Sandoz rất muốn Tiêu Chính Văn có thể thắng, nhưng chuyện trên thế giới này sẽ không thay đổi theo ý muốn của con người. Quả nhiên Sandoz vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã rơi vào đợt vây đánh điên cuồng của Lục Hoài Viễn. Quyền ảnh như vũ bão tấn công từng đợt vào người Tiêu Chính Văn. Cậu nghĩ cậu dung hợp trái tim rồng xích long và trái tim rồng kim long thì có thể tung hoành không kiêng dè gì sao? Vậy chỉ có thể nói là cậu còn quá trẻ, quá tự phụ. Dù dung hợp trái tim rồng, muốn có toàn bộ sức mạnh đó cũng phải cần thời gian thích ứng, không phải cứ dung hợp thì có thể có được sức mạnh thật sự của trái tim rồng. Giữa cậu và tôi không chỉ cách biệt về kinh nghiệm đánh nhau đâu. Chỉ riêng về khoảng hiểu biết sức mạnh long tộc thì cậu cũng đã thua thảm rồi. Tiêu Chính Văn, cả đời này tôi đều theo đuổi và truy tìm bí mật của long tộc. Cậu nghĩ mấy trận pháp đó và thanh giáo giải liệt long màu đỏ không phát sáng của cậu còn có tác dụng sao? Tôi nói cho cậu biết, mọi thứ của cậu đều bị tôi nhìn thấu hết rồi. Thanh giáo giải liệt long của cậu chẳng có bí mật đáng nói gì ở trước mặt tôi cả. Dứt lời, Lục Hoài Viễn tiếp tục thừa thắng xông lên. Cứ như ông ta đã nhìn thấu hết mọi con át chủ bài của Tiêu Chính Văn. Lúc này thanh giáo giải liệt long màu đỏ mà Tiêu Chính Văn thường dùng hoàn toàn không có tác dụng gì nữa. Cậu ta còn tư cách gì đấu với mình chứ? Tiêu Chính Văn vừa dung hợp trái tim rồng kim long chưa đến nửa năm, cậu ta có thể dùng được mấy trận pháp tinh xảo đó sao? Chưa kể bây giờ là chiến trường vô cùng nguy hiểm, dù có cho Tiêu Chính Văn thời gian, trận pháp mà anh có thể dùng cũng chẳng có tác dụng gì với Lục Hoài Viễn. Cậu nghĩ trước đây cậu giết Âm Dương Tôn thì có thể khiêu chiến với tôi sao? Biết rõ thân phận của tôi thế mà còn dám đến, đúng như tính cách của cậu. Nhưng sự kiêu ngạo của cậu chắc chắn sẽ hại chết cậu. Bây giờ cậu thấy hối hận chưa? Tiếc là cậu không còn cơ hội để đưa ra lựa chọn nữa. Lục Hoài Viễn vừa nói vừa tiến thêm một bước. Chương 1569 bước thứ 6. Trên bầu trời ở quảng trường đều vang lên những tiếng ầm ầm gào rú. Sát khí lập tức lan ra trong phạm vi mấy cây số. Lúc này sát khí trên bầu trời quảng trường như có thực thể ngưng tụ thành mưa. Mỗi một giọt mưa rơi xuống đất đều tạo ra một cái hố, hệt như đạn xuyên qua đậu phụ. Tiêu Chính Văn cũng bị ép lùi về sau lần nữa. Lúc này Lục Hoài Viễn vung hai nắm đấm lên, gần như hình thành nên một thế cục chết chỉ trong một đòn. Cũng ngay lúc này mắt Tiêu Chính Văn lóe lên một tia sáng. Đúng thế, chính là lúc này, cơ hội phản công đến rồi. Hừ, Jason, chuẩn bị quan tài cho anh Tiêu của cậu đi, mạng sống của anh ta đã hết rồi. Quang Minh Tả Sứ nhìn Tiêu Chính Văn và Lục Hoài Viễn trên sàn đấu, cực kỳ tự tin nói. Quang Minh Tả Sứ đã nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy không dưới 10 lần. Có vẻ khoảnh khắc Quang Minh Tôn siết chặt hai nắm đấm như tạo ra sơ hở cực lớn cho Tiêu Chính Văn. Nhưng thật ra đó lại là một cái bẫy dụ người. Rất nhiều cao thủ đều chết dưới chiêu này của ông ta. Tiêu Chính Văn có thể là ngoại lệ được sao? Quang Minh Tả Sứ vừa dứt lời, Sandoz cũng nhắm mắt lại lắc đầu nói, kinh nghiệm của Tiêu Chính Văn quá ít, vừa rồi thế tấn công đã hình thành, sao Lục Hoài Viễn có thể để lộ ra sơ hở lớn thế được chứ? Chứng tỏ đó là một cái bẫy răng cho Tiêu Chính Văn.
Đáng tiếc, lúc này quả thật Tiêu Chính Văn cũng lập tức phản đòn như Quang Minh Tả Sứ và Sandos nói. Nhưng hiển nhiên anh cũng trúng kế rồi. Cậu đúng là khiến tôi thất vọng, sớm biết dùng chút kế sách nhỏ có thể bắt được cậu thì cần gì phải phiền phức thế chứ. Lục Hoài Viễn cười nhạo nói. Lúc này Lục Hoài Viễn nghĩ mình đánh giá cao Tiêu Chính Văn quá rồi. Chương 1570 biểu hiện bây giờ của anh thậm chí khiến Lục Hoài Viễn cảm thấy Tiêu Chính Văn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, ngay cả sơ hở rõ ràng như thế mà cậu ta cũng nghĩ là sai sót của Lục Hoài Viễn. Đúng là nực cười, xem ra những lời đồn đại về Tiêu Chính Văn cũng phóng đại quá. Chỉ là những người đó càng không có cấp bậc gì hơn Tiêu Chính Văn mà thôi. Lúc này Lục Hoài Viễn thầm cười nhạo. Nghĩ lại cũng đúng, ông ta đánh giá cao cậu thanh niên này chẳng qua là vì cuốn Thiên Sơn Thư Lục đó thôi. Bất kỳ ai có được Thiên Sơn Thư Lục đều không thể xem thường. Nhưng kiến thức, kinh nghiệm và khả năng của Tiêu Chính Văn đâu thể so sánh với Quang Minh Tôn ông ta được chứ. Lần phản công này của Tiêu Chính Văn cũng bị Lục Hoài Viễn dễ dàng tránh thoát. Sau đó nghiêng người đánh một đòn vào ngực Tiêu Chính Văn. Đòn tấn công này là đòn chết chắc. Hơn nữa cú đấm này cũng là đòn cuối cùng ngưng tụ sát khí. Chỉ cần Tiêu Chính Văn bị trúng đòn thì chắc chắn sẽ chết. Ngay khi Lục Hoài Viễn nghĩ Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết, khóe miệng Tiêu Chính Văn nhếch lên một nụ cười, so sánh kinh nghiệm ư. Ông nên biết Thiên Sơn Thư Lục không gì là không có. Vốn dĩ cú đấm của Lục Hoài Viễn chắc chắn sẽ đánh trúng ngực Tiêu Chính Văn. Nhưng chỉ thấy Tiêu Chính Văn giơ một tay lên nhẹ nhàng đẩy khuỷu tay Lục Hoài Viễn, đòn tấn công lập tức thay đổi góc độ và phương hướng. Cái gì? Lục Hoài Viễn biến sắc. Những cao thủ ở đẳng cấp như ông ta dù chỉ hơi sơ sẩy một chút thôi cũng đều trở thành đòn chí mạng. Nhưng vừa rồi Tiêu Chính Văn đã làm được điều đó như thế nào? Tại sao Tiêu Chính Văn biết điểm yếu của ông ta ở đâu? Ông thật sự nghĩ tôi không biết điểm yếu của ông ở đâu à? Thật ra tất cả chiêu thức của ông đều được nhắc đến rất đầy đủ trong Thiên Sơn Thư Lục, càng khiến ông không ngờ đến là trong đó còn cách phá giải nữa. Tiêu Chính Văn cười nhạt, giọng nói ẩn chứa sự chế giễu. Đánh nhau với Tiêu Chính Văn bằng quyền pháp được ghi chép trong Thiên Sơn Thư Lục, đây vốn dĩ là một hành động cực kỳ ngu ngốc. Lục Hoài Viễn lại đắc ý tự mãn về chuyện này, đúng là nực cười. Lẽ nào đây chính là kinh nghiệm của Lục Hoài Viễn sao? Chỉ thấy Tiêu Chính Văn bình tĩnh, một tay siết chặt nắm đấm, đòn tấn công hoàn hảo đã đánh trúng ngực của Lục Hoài Viễn. Chương 1571 một cú đấm thoạt nhìn bình thường nhưng Lục Hoài Viễn lại không có cách nào tránh được, cứ thế bị đánh thẳng vào ngực. Một luồng sức mạnh rất lớn cũng đồng thời bộc phát, cơ thể Lục Hoài Viễn khẽ run lẩy bẩy và lùi ra sau mấy bước, khí huyết ở ngực cũng cuồn cuộn dâng lên, suýt nữa thì nôn ra máu. Ông cho rằng cú đấm vừa nãy thật sự có thể tiễn tôi về trời sao? Trên thế giới này không có gì là tuyệt đối, nếu ông đã biết trong Thiên Sơn Thư Lục có ghi chép thì không nên dùng chiêu thức như vậy để quyết chiến với tôi. Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng lắc ngón tay. Nếu so sánh hiểu biết về môn quyền pháp này thì đương nhiên Lục Hoài Viễn còn lâu mới sánh bằng Tiêu Chính Văn. Dù sao cũng chỉ có người nhà họ Tiêu mới có thể đọc hiểu Thiên Sơn Thư Lục. Người ngoài dù có được một vài kiến thức lưu truyền trong Thiên Sơn Thư Lục thì căn bản cũng không có cách nào hiểu hết được ý nghĩa sâu xa. Huống hồ, dù là so về kinh nghiệm chiến đấu thì Lục Hoài Viễn cũng không có cửa. Cả chặng đường đã qua của Tiêu Chính Văn, có lần nào là không phải dùng yếu thắng mạnh, thậm chí từng rơi vào biết bao nhiêu hiểm nguy trùng trùng nhưng cũng chỉ một thân một mình chiến đấu. Con người anh phải có khí thế tới mức nào, lòng can đảm và gan dạ ra sao? Nhưng đồng thời, mỗi một lần chiến đấu gian khổ đều là những tài sản quý báu nhất cùng Tiêu Chính Văn bước tiếp trên chặng đường dài. Chúng giúp anh tích lũy được những kinh nghiệm chiến đấu mà những người đồng trang lứa vĩnh viễn không bao giờ có được. Mỗi một lần giao chiến với các nước, có lần nào không phải là trận đại chiến phải huy động tới mấy chục mấy trăm nghìn người. Khoảnh khắc anh giơ tay nhấc gối, hàng nghìn hàng vạn đầu người phải rớt xuống đất. Thứ nhìn bên ngoài có vẻ chỉ là trận chiến giữa những kẻ bình thường. Nhưng mức độ nguy hiểm đâu phải là thứ mà Lục Hoài Viễn có thể lý giải và tưởng tượng được. Mà lúc này, trên quảng trường, tất cả mọi người đều nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ không dám tin. Theo bọn họ thấy, bất luận là kinh nghiệm chiến đấu hay thực lực, Quang Minh Tôn tuyệt đối không hề thua kém Tiêu Chính Văn. Suy cho cùng,
Tiêu Chính Văn cũng chỉ là một cậu thanh niên ngoài 20 tuổi. Nhưng bất luận Lục Hoài Viễn có tung ra quyền pháp uyên thâm ra sao, dùng kinh nghiệm chiến đấu để bày mưu tính kế thế nào thì Tiêu Chính Văn cũng chỉ coi như một nắm đấm bình thường, có thể phá vỡ chiêu thức của Lục Hoài Viễn ngay tức khắc. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Chương 1572 Lục Hoài Viễn phát ra tiếng gầm điên cuồng đầy phẫn nộ. Cùng một chiêu thức như vậy, ông ta đã từng giết chết thiên vương số 1 Âu Lục. Ngay cả một thiên tài như vậy cũng không chịu nổi 3 cú đấm của ông ta. Dù là thiên vương số 1 Âu Lục cũng chưa từng khiến ông ta phải nhếch nhác tới mức này. Hôm nay, giao chiến với Tiêu Chính Văn, người mà ông ta vẫn luôn coi là một đứa con nít danh, vậy mà bản thân ông ta lại phải ngậm đắng nuốt cay như vậy. Quang Minh Tôn không chỉ được ca ngợi ở Âu Lục, dù là ở Phi Lục, đặc biệt là ở nước Lý thì cũng là người nhận được vô số sự sùng bái. Hôm nay, ông ta sao có thể nhận thua trước mặt nhiều người như thế chứ? Có điều, khi ông ta định thần lại và đứng thẳng lên thì Tiêu Chính Văn lại tung ra thêm một cú đấm nữa. Cú đấm này vẫn bình thường, không có gì kỳ lạ, đơn giản thô bạo như trước. Nhưng kỳ lạ là dù ông ta có làm cách nào cũng không thể chặn được đòn đánh của Tiêu Chính Văn, né tránh cũng không kịp. Mỗi một cú đấm của Tiêu Chính Văn dường như đều có thể nhìn thấy nước đi tiếp theo của ông ta, gần như cứ thế ra đòn lia lịa. Vấn đề là chuyện này sao có thể chứ? Tình thế thay đổi ngay tức khắc, ngay cả Lục Hoài Viễn cũng không biết rõ bước tiếp theo nên tiến lên trước hay lùi ra sau, chiêu tiếp theo là giơ tay hay là nhấc chân. Nhưng sao Tiêu Chính Văn lại có thể dự đoán được? Lúc này, gương mặt của Lục Hoài Viễn lộ ra vẻ dữ tợn. Ông ta chọn quảng trường này làm chiến trường là bởi vì ông ta cho rằng mình cũng có thể giết chết Tiêu Chính Văn chỉ với vài chiêu thức như trước. Giống như khi ông ta giết thiên vương số 1 Âu Lục, khiến cho người nước Lý phải mở to mắt mà nhìn kỹ thêm lần nữa, ông ta vẫn là Quang Minh Tôn không ai địch nổi như ngày nào. Nhưng ông ta không thể ngờ được rằng, ông ta hống hách tự đại như thế, thậm chí còn làm mầu chạy tới quảng trường Thái Dương để quyết chiến với Tiêu Chính Văn, thu hút bao nhiêu người tới xem, nhưng cuối cùng lại bị Tiêu Chính Văn đấm trúng liên tiếp 2 phát. Mặc dù lúc này Lục Hoài Viễn vẫn chưa bị thương, nhưng Tiêu Chính Văn chỉ tung ra 2 cú đấm mà cú nào cũng là đòn chí mạng, điều này đã đủ để nói rõ vấn đề. Ông ta đã hoàn toàn bị Tiêu Chính Văn dồn vào thế yếu. Giỏi lắm, Tiêu Chính Văn, cậu thật sự khiến tôi vô cùng bất ngờ. Chương 1573 Lục Hoài Viễn ôm lấy ngực, khóe miệng rớm máu. Lúc này, khí huyết khắp người ông ta đang không ngừng sục sôi. Nếu như không phải ông ta có kinh nghiệm phong phú, cộng thêm máu rồng ở trong cơ thể thì e rằng đã phun ra một ngụm máu lớn. Nhưng dù có cùng là người Hoa Quốc thì hôm nay cậu cũng buộc phải chết. Nói tới đây, Lục Hoài Viễn đột nhiên gầm lên một tiếng, sau đó lại lấy ra một cái bình nhỏ uống thêm một ngụm máu rồng. Máu rồng vừa chảy vào cơ thể, khí thế của Lục Hoài Viễn lại dâng cao thêm mấy phần. Vốn dĩ uy thế khắp người ông ta đã giống như thiên thần hạ thế. Lúc này thần uy càng khiến mọi người kinh ngạc, thậm chí ngay cả những người bình thường cũng đều không dám nhìn thẳng. Đại chủ tế, ông ta lại vừa uống thêm một ngụm máu rồng nữa sao? Lẽ nào ông ta không địch lại được Tiêu Chính Văn? Chủ tế đó kinh ngạc lên tiếng hỏi. Ban nãy Quang Minh Tôn đã dùng máu rồng một lần. Nếu như liên tiếp sử dụng máu rồng trong khoảng thời gian ngắn thì đồng nghĩa với việc đang đốt cháy sinh mệnh của bản thân. Bởi vì sự kích thích của máu rồng với tiềm năng trong cơ thể con người là không có giới hạn. Không ngừng kích thích tiềm năng chẳng khác gì đang tự thiêu thân. Không sai, có điều tôi cũng không ngờ Tiêu Chính Văn lại có thể dồn ép Quang Minh Tôn tới bước đường này. Xem ra trận chiến ngày hôm nay, bất luận kết quả có thế nào thì e rằng cái tên Tiêu Chính Văn cũng sẽ khiến toàn Âu Lục phải chấn động. Sandos nói với sắc mặt hơi khó coi. Lúc này, chỉ thấy Lục Hoài Viễn không chỉ có khí thế khác xa so với khi trước, ngay cả cơ thể cũng phát ra một tia sáng màu đỏ sẫm. Ngoài ra, bắp thịt của ông ta cũng có sự biến đổi, rõ ràng đã đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất mà loài người có thể đạt được dù Lục Hoài Viễn có đứng nguyên tại chỗ không hề cử động, nhưng cả quảng trường Thái Dương đều đang khẽ rung động. Mọi người đều hết sức kinh ngạc trước việc Tiêu Chính Văn có thể dồn ép Quang Minh Tôn tới bước này, nhưng e rằng đây đã là cực hạn của Tiêu Chính Văn. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Lục Hoài Viễn khẽ cử động. Vẫn là một cú đấm tràn đầy uy lực, chỉ là cú đấm này giống như một phát pháo lóe lên tia sáng nhưng lại không có bất cứ âm thanh xé toang không khí nào,
đánh về phía Tiêu Chính Văn nhanh như chớp. Lúc này, xung quanh quảng trường phát ra những tiếng hô kinh ngạc. Chương 1574 chỉ một cú đấm cũng có thể tạo ra uy lực giống như một vụ nổ hạt nhân. Có thể thấy lúc này Lục Hoài Viễn đã kích thích tiềm năng trong cơ thể tới mức nào. Thấy cú đấm này sắp giáng xuống, Tiêu Chính Văn chỉ khẽ lắc đầu nói, xem ra ông vẫn chưa hiểu, đối với tôi mà nói, tất cả những chiêu thức đã ghi chép trong Thiên Sơn Thư Lục gần như vô dụng. Nói tới đây, Tiêu Chính Văn lại tung ra một cú đấm trực diện hết sức bình thường. Bốp, khi hai cú đấm chạm vào nhau, cả quảng trường chợt trở nên tĩnh lặng tới mức như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Bởi vì khi hai cú đấm va vào nhau, người bay vọt ra xa lại chính là Lục Hoài Viễn. Hơn nữa, vào lúc cơ thể của Lục Hoài Viễn bay thẳng ra xa thì âm thanh xương cốt nát vụn cũng vang lên. Rõ ràng là cánh tay của Lục Hoài Viễn đã bị đánh gãy. Chuyện này không thể nào, ngay cả Sandoz đang đứng trên đỉnh tháp cũng không thể bình tĩnh được nữa. Lục Hoài Viễn đã uống máu rồng rồi mà, mang theo sức mạnh của rồng cổ, hơn nữa có thể kích thích toàn bộ tiềm năng trong cơ thể, còn liên tiếp sử dụng hai lần, không tiếc đốt cháy sinh mệnh của bản thân. Một quang minh tôn như thế lại thua trước một cú đấm quá đỗi bình thường của Tiêu Chính Văn sao? Lẽ nào thế gian này vẫn còn có người có thể đánh bại được sức mạnh của rồng? Những người xung quanh đều bày ra vẻ mặt không thể tin nổi. Lúc này, Lục Hoài Viễn cũng không chịu đựng nổi sự cuộn trào của khí huyết bên trong cơ thể, khụ khụ. Dưới ánh mắt chăm chú của rất nhiều người, Lục Hoài Viễn phun ra một ngụm máu lớn. Lúc này Lục Hoài Viễn không chỉ bị chấn động nôn ra máu, mà cú đấm vừa rồi đã khiến cả người ông ta vô cùng đau đớn. Sao lại thế này? Lục Hoài Viễn không dám tin nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn thật sự là thiên vương thiên cấp 4 sao, nhưng cùng lắm anh cũng chỉ ngang sức với Lục Hoài Viễn thôi. Lục Hoài Viễn đã áp chế sức mạnh của mình, vẫn cứ dừng ở cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao, nếu không ông ta đã có thể đột phá cảnh giới thiên thần. Chương 1575 bất kể là xét về sức mạnh hay kinh nghiệm, ông ta cũng không thể thua Tiêu Chính Văn. Nhưng một đòn đó lại có thể dễ dàng đánh bại ông ta. Như thể hai bên không cùng một cấp bậc. Lúc này Lục Hoài Viễn siết chặt nắm đấm. Mặc dù ông ta vẫn còn 4 bình máu rồng nhưng 2 bình máu rồng đã là cực hạn. Nếu uống thêm nữa thì ông ta sẽ nổ tung mà chết. Tiêu Chính Văn lại bình tĩnh đi về phía Lục Hoài Viễn, sau đó đánh thêm một cú nữa. Nếu cú đấm này đánh trúng người Lục Hoài Viễn thì e là ông ta sẽ bị Tiêu Chính Văn đánh chết tại chỗ. Chỉ là ngay lúc này bỗng có một luồng hơi thở mạnh mẽ ập đến chặn đòn tấn công của Tiêu Chính Văn. Xong, một âm thanh động kinh thiên động địa vang lên, Tiêu Chính Văn vội nhón chân, sau đó cả người bay về phía sau. Lúc này một giọng nói cực kỳ uy nghiêm vang lên từ đằng xa. Tiêu Chính Văn, tội ác của cậu đã chồng chất rồi, lẽ nào giết chết Âm Dương Tôn còn chưa đủ, giờ còn muốn tạo nghiệp sát hại Quang Minh Tôn nữa sao? Sau đó một bóng người đáp xuống. Nhưng hai chân người đó lại lơ lửng giữa không trung, mang đến cho người ta cảm giác không nhiễm bụi trần. Người này vừa tới, cả bầu trời xuất hiện rất nhiều tia sáng, thậm chí ngay cả bầu trời cũng nhuộm thành một màu sắc tuyệt đẹp. Trong không trung dường như có vô vàn dáng mây xuất hiện, ngay cả ánh mặt trời lúc ban trưa cũng trở nên âm u hẳn đi. Thậm chí cách đó hàng trăm cây số đều có thể nhìn thấy rõ bầu trời trong phạm vi mấy chục km của quảng trường Thái Dương đều đổi màu. Mọi người có mặt ở quảng trường ngẩng đầu lên nhìn bóng người đó rồi tất cả đều quỳ xuống. Uy nghiêm đó hệt như một vị thần khiến người khác phải cảm phục. Mọi người đều cúi đầu quỳ dưới đất, một hồi lâu sau cũng không dám ngước lên nhìn bóng dáng đó. Người ở trên không trung lướt nhìn mọi người, mỗi nơi ánh mắt lướt qua đều là âm thanh phục tùng. Thần, thiên thần, tia sáng đó chính là thần quang độc nhất vô nhị của cường giả thiên thần. Chỉ nhìn tư thế oai hùng và thái độ nhìn mọi người đó cũng có thể đoán được cường giả cảnh giới thiên thần đáng sợ đến mức nào. Chương 1576 cảnh giới thiên thần là một đường ranh giới quan trọng nhất với người bình thường. Xét về việc sử dụng quyền lực thì họ có thể muốn làm gì cũng được, còn về hiểu biết thế gian thì vượt xa cảnh giới thiên vương. Cùng cấp bậc với trời được coi là thiên thần. Bất cứ ai đạt đến cảnh giới này thì có thể xem như đứng trên đỉnh cao nhất của kim tự tháp. Dù phía trên thiên thần vẫn còn nhân vương nhưng từ xưa đến nay bất kể là ở Âu Lục hay Hoa Quốc,
cường giả cảnh giới thiên thần cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi một động tác của cường giả cảnh giới thiên thần đều hòa hợp với trời đất, hệt như tạo hóa. Thậm chí mỗi lời nói của họ đều có thể trở thành hình mẫu kinh điển. Trong mắt họ, dưới cảnh giới thiên thần, dù là cảnh giới thiên vương năm sao thì cũng nhỏ bé như con kiến mà thôi. Quang Minh Tôn, lẽ nào cậu vẫn chưa hiểu sao? Thế gian chỉ có ngày và đêm, một năm chỉ phân bốn mùa, chuyển hóa phức tạp thành đơn giản mới là chân lý. Cậu áp chế thực lực, dừng lại ở cảnh giới thiên vương mấy chục năm thế mà lại không hiểu đạo lý này à? Giọng người đó cực kỳ uy nghiêm, vang vọng khắp bầu trời quảng trường. Lục Hoài Viễn ôm ngực, chật vật đứng lên, sau đó cúi đầu cung kính nói, thiên tôn tại thượng, thuộc hạ vô dụng, một trong lục tôn hạo thiên ư. Người này lại là một trong các lục tôn hạo thiên, cường giả cảnh giới thiên thần thật sự. Tiêu Chính Văn cảnh giác nhìn người đó. Sở dĩ anh có thể đánh thắng Lục Hoài Viễn không phải vì lĩnh hội được việc chuyển hóa phức tạp thành đơn giản như người này nói. Đơn giản là Tiêu Chính Văn chỉ làm theo cách phá giải trong Thiên Sơn Thư Lục ghi chép lại mà thôi. Nhưng đối mặt với cường giả cảnh giới thiên thần, Tiêu Chính Văn chắc chắn không có cơ hội đánh trả. Hệt như một con kiến muốn đấu sức với một con voi. Cho dù con kiến có xuất sắc đến mấy, dù nó có thể đi ngược lại, có thể nhấc bổng vật thể 5 gấp 10 lần nó, nhưng con voi chỉ cần nhấc nhẹ chân lên là có thể dẫm nát con kiến. Phú Thiên Tôn, thuộc hạ làm Thiên Tôn mất mặt rồi, nhưng thuộc hạ không cam lòng. Lục Hoài Viễn oán hận quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn. Quả nhiên, giống như Tiêu Chính Văn đã đoán trước, Phú Thiên Tôn một trong lục tôn hạo thiên lại muốn ra tay. Lẽ nào giữa Quang Minh Tôn và Vũ Thiên Tôn còn có quan hệ gì không thể nói? Nghĩ đến tia sáng khắp bầu trời lúc Vũ Thiên Tôn xuất hiện, rồi lại nhớ đến danh hiệu của Quang Minh Tôn, Tiêu Chính Văn bừng tỉnh. Chương 1577 giữa họ là mối quan hệ thầy trò, rất có khả năng Quang Minh Tôn truy tìm tim rồng lại uổng công cho Vũ Thiên Tôn được hưởng lợi. Quả nhiên lục tôn hạo thiên danh bất hư truyền, Tiêu Chính Văn tôi thất lễ rồi. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa chắp tay lại với Vũ Thiên Tôn nhưng không cúi người xuống. Vũ Thiên Tôn cúi đầu liếc nhìn Tiêu Chính Văn, ánh mắt lóe lên sát khí, lạnh lùng nói, cậu đáng chết. Ông là cảnh giới thiên thần, mong ông đừng quên luật bất thành văn ở thế gian. Cảnh giới thiên thần không thể tùy tiện nhúng tay vào chuyện ở thế gian. Tiêu Chính Văn không hề có ý nhượng bộ, lạnh lùng nói. Tiêu Chính Văn, cậu dám nói với Vũ Thiên. Không để Lục Hoài Viễn nói hết câu, Vũ Thiên Tôn khoát tay ngắt lời Quang Minh Tôn nói, được lắm, cậu là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này. Tiêu Long có một đứa cháu trai ngoan đấy, nhưng trận chiến hôm nay, cậu thua chắc rồi. Giọng Vũ Thiên Tôn cực kỳ uy nghiêm, giọng điệu ẩn chứa ý không cho phép từ chối. Vô số tia sáng xung quanh cụ ta chiếu lên người Tiêu Chính Văn, càng khiến Tiêu Chính Văn cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Thậm chí còn chưa ra tay mà đã khiến Tiêu Chính Văn có cảm giác khó thở. Phú Thiên Tôn, tôi nghĩ ông nên biết rõ giữa tôi và Quang Minh Tôn là trận chiến sống chết. Ý ông là bảo tôi buông tay chịu trói đợi chết sao? Tiêu Chính Văn nghiến răng, khó khăn nói. Phú Thiên Tôn chỉ lạnh lùng cười đáp, nếu cho cậu cơ hội dung hợp 5 trái tim rồng, sau này có lẽ cậu sẽ trở thành mối đe dọa lớn của tôi, thế nên cậu buộc phải chết. Hơn nữa Quang Minh Tôn là người đại diện ở Âu Lục của tôi, vinh quang và nhục nhã của cậu ta liên quan đến một bí mật cực lớn. Thế nên cậu chỉ có thể thua, không thể thắng. Lần này không chỉ liên quan đến sống chết của Quang Minh Tôn mà liên quan đến việc có thể tìm được mấy trái tim rồng còn lại hay không, có thể mở được di tích Long tộc hay không. Nếu Quang Minh Tôn thua trận hoặc bị giết thì phái Quang Minh chắc chắn sẽ nâng đỡ một người khác. Muốn quay trở lại trạng thái đỉnh cao của Quang Minh Tôn thì lại phải đợi mười mấy năm, thậm chí có thể lâu hơn. Sáng Thế Chủ đã đợi quá lâu rồi, đừng nói là 10 năm, dù là 10 ngày, cụ ta cũng không muốn đợi thêm nữa. Giọng nói chấn động mạnh mẽ của Vũ Thiên Tôn vang lên khiến mọi người ở đó đều run sợ, ngay cả Sandos quỳ trên đỉnh tháp kia cũng cười gượng. Cho dù Tiêu Chính Văn có dũng mãnh thế nào thì hôm nay cũng sẽ ngã xuống ở nơi này. Sự xuất hiện của Vũ Thiên Tôn đã đại diện cho phái Quang Minh. Người nào trong lục tôn hạo thiên cũng đều là cường giả cảnh giới thiên thần. Dù Tiêu Chính Văn có bộc phát tất cả khả năng cũng chỉ có thể chết ở đây thôi. Ngày thường cường giả cảnh giới thiên thần sẽ mặc kệ chuyện đời,
không chỉ là vì một tờ thỏa thuận, cũng không phải lo bị bao vây đánh bởi các cường giả cảnh giới thiên thần khác, mà là trong mắt cường giả cảnh giới thiên thần, tất cả mọi người trong thế gian đều nhỏ bé như loài kiến. Ai lại đi lo chuyện bao đồng của loài kiến nhỏ bé đó chứ? Cường giả cảnh giới thiên thần xuất hiện như hôm nay là chuyện lớn hiếm thấy trong 100 năm. Hơn nữa cường giả cảnh giới thiên thần đã tỏ rõ thái độ, vậy thì hôm nay Tiêu Chính Văn chỉ có con đường chết. Chương 1578 cùng lúc đó, một luồng sáng bao quanh người Lục Hoài Viễn. Vết thương lúc nãy của ông ta nhanh chóng lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, thậm chí ngay cả cánh tay bị gãy xương cũng hồi phục như thường. Lục Hoài Viễn giơ tay lau vết máu trên khóe miệng, sau đó chậm rãi xoay người lại cười khẩy nhìn Tiêu Chính Văn. Những người như chúng ta không bao giờ có thể làm trái mong muốn của cường giả cảnh giới thiên thần. Lục Hoài Viễn lại chế nhạo. Lúc này ông ta đã có sự trợ sức lớn mạnh từ bên ngoài. Tiêu Chính Văn có phong thái hơn người thì thế nào? Tiêu Chính Văn đánh bại ông ta chỉ với 3 đòn tấn công thì đã sao? Ngược lại nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài, thanh danh của ông ta sẽ càng tốt hơn. Vì phía sau ông ta còn một cường giả cảnh giới thiên thần. Tôi chỉ có thể thua, không thể thắng ư. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nhìn Vũ Thiên Tôn. Cả người anh vì chống đỡ lại uy lực thiên thần của Vũ Thiên Tôn mà run lẩy bẩy. Tôi không thương lượng với cậu, chỉ là đang nói cho cậu biết kết cục mà thôi. Giọng Vũ Thiên Tôn ẩn chứa sự lạnh nhạt và uy nghiêm. Hệt như thần đang ra lệnh cho con người. Tiêu Chính Văn, cậu quả thật khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, nhưng số mệnh không phải là thứ cậu có thể khống chế. Sức mạnh của phái Quang Minh không phải là thứ cậu có thể đoán. Tất cả những ai chống lại phái Quang Minh chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Trước khi chết, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, giao Thiên Sơn Thư Lục ra đây, nếu không cậu sẽ bị giày vò đến chết. Hai mắt Lục Hoài Viễn lóe lên tia sáng, quanh người dường như đã khôi phục lại uy nghiêm lúc trước. Hừ, tôi đã nói với cậu rồi, nơi này không phải Hoa Quốc, bất cứ việc gì cũng phải khiêm tốn. Thế nhưng cậu đã làm gì? Cậu nghĩ điện thần long của cậu to bằng trời à? Tôi nói cho cậu biết ông đây sống ở đây 20 năm không phải không có lý do. Đúng lúc này một giọng nói Tiêu Chính Văn cực kỳ quen thuộc vang lên. Chính là La Quốc Hoa. Chỉ thấy La Quốc Hoa chen ra khỏi đám đông, chỉ vào Tiêu Chính Văn lớn giọng nói. Đi theo đằng sau ông ta là một người đàn ông nước Lý. Họ Tiêu kia, anh giết ông tổ nhà chúng tôi. Hôm nay chính là báo ứng của anh. Chương 1579 chắt trai của Dupan là các tức giận lớn tiếng hét. Cùng lúc đó, quân đội xung quanh các lô cũng tiến vào thành phố. Bao vây kín cái mấy chục km quanh quảng trường Thái Dương. Nhìn thấy rồi chứ, ở đây có đến 10.000 quân chính quy. Tiêu Chính Văn, dù hôm nay anh có mọc thêm cánh cũng đừng hòng chạy thoát. Các nhìn máy bay trực thăng vũ trang đang bay đến từ đằng xa đắc y nói. Anh Tiêu, chúng ta phải làm sao đây? Jason cũng chen ra khỏi đám đông. Nhưng hắn không phải chế giễu Tiêu Chính Văn mà đến để hỏi Tiêu Chính Văn bước tiếp theo nên làm gì. Lúc này hắn và Tiêu Chính Văn đã trở thành đồng minh, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nhưng hắn chỉ là một người bình thường, bị 10.000 quân bao vây cũng khiến hắn hoảng sợ. Ha ha ha, Lục Hoài Viễn ngửa mặt lên trời bật cười, chỉ vào Tiêu Chính Văn nói, nếu tôi là cậu thì sẽ đứng đó để mặc cho tôi chém giết, tuyệt đối không đánh trả. Dù thực lực cậu có mạnh đi chăng nữa thì cũng chỉ là một thiên vương mà thôi. Mọi cử động của cậu đều trở nên ngu ngốc trước cường giả cảnh giới thiên thần. Tiêu Chính Văn cười khẩy, lạnh lùng nói, đầu ông bị uống nước à? Đứng yên đây cho ông giết ư, e là ông vẫn chưa tỉnh ngủ đấy. Tiêu Chính Văn, lẽ nào cậu vẫn còn muốn phản kháng sao? Vũ Thiên Tôn ở đây, cậu dám động một ngón tay thì cậu sẽ chẳng còn một mảnh xương vụn nào đâu. Cho dù cậu có giỏi, thiên phú có mạnh đến đâu nhưng đứng trước mặt cậu không chỉ có tôi, vì đằng sau tôi là cả một phái Quang Minh. Lục Hoài Viễn lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, ánh mắt hiện lên vẻ giễu cợt. Sau đó ông ta chắp tay sau lưng sải bước đi về phía Tiêu Chính Văn nói. Lẽ nào cậu nghĩ thế giới thật sự công bằng sao? Đó chỉ có thể chứng tỏ cậu quá ngây thơ. Từ xưa đến nay đều coi trọng thực lực. Lục Hoài Viễn lớn tiếng chế nhạo. Tiêu Chính Văn, thế nào? Thói ngông cuồng trước đây của cậu đâu rồi? Sao sự kiêu ngạo của cậu cũng mất luôn rồi vậy?
Lúc này La Quốc Hoa cũng thừa cơ hội bước đến chỉ vào Tiêu Chính Văn lớn giọng chào phúng. Nếu hôm đó cậu giữ cho tôi một chút thể diện thì bây giờ ông đây cũng không đứng nhìn cậu bị họ chơi chết. Tiếc là cậu quá tự phụ. Từ sau khi bị Tiêu Chính Văn cướp mất hào quang ở khách sạn Decola, La Quốc Hoa Liun ghim chuyện đó trong lòng. Thậm chí sau đó mấy người Tiêu Chính Văn và Dương Linh Nhi đi Memphis cũng không gọi ông ta đi cùng, càng khiến ông ta khó chịu hơn cả chết. Chương 1580. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Chính Văn rơi vào đường cùng, La Quốc Hoa vui như mở cờ trong bụng. Thật ra tôi không ngờ cậu lại là cường giả cảnh giới thiên vương, nhưng cảnh giới thiên vương thì thế nào? Mặc dù cậu có thể chèn ép bọn tôi không ngẩng đầu lên nổi, nhưng còn ông Lục đấy. Còn vị này nữa, cậu có thể so được với vị nào trong số bọn họ? Đôi khi thực lực của bản thân chỉ là một phần của sức mạnh chung, làm người cần phải nhìn xa trông rộng một chút. La Quốc Hoa khoanh tay cười nhạo nói. Trong mắt tôi, ông hoàn toàn không có tư cách nói chuyện với tôi. Tiêu Chính Văn hờ hững nói. Cái gì? La Quốc Hoa giận tái mặt, chỉ vào Tiêu Chính Văn nói, được, hay lắm. Vậy hôm nay tôi muốn xem cậu phơi thây ở đây thế nào. Tiêu Chính Văn, nể tình Tiêu Long, nếu cậu buông tay chịu trói, hôm nay tôi có thể giữ mạng lại cho cậu. Vũ Thiên Tôn cúi đầu nhìn Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Ha ha, giữ mạng cho tôi ư, cường giả cảnh giới thiên thần đúng là rất mạnh, nhưng có phải ông xem trọng mình quá rồi không? Tiêu Chính Văn tôi, thứ nhất không phải là đệ tử của ông, thứ hai không phải là môn đồ của ông, những lời ông nói chả có tí trọng lượng nào với tôi cả. Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp. Tiêu Chính Văn, cậu đúng là to gan, cậu dám bất kính với cường giả cảnh giới thiên thần, Lục Hoài Viễn tức giận quát. Thiên thần thì thế nào? Mạng của tôi là do tôi quyết định, không phải do trời. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa lùi lại nửa bước. Do cậu chứ không phải do trời ư? Ha ha, Lục Hoài Viễn bật cười chỉ vào La Quốc Hoa nói, ông ta hẳn là người của Hắc Băng Đài ở Hoa Quốc nhỉ? Nếu tôi không nói sai thì lần này cậu phải kết hợp với Hắc Băng Đài cùng đến cứu tôi. Tiếc là ngay cả người của Hắc Băng Đài cũng đã bỏ rơi cậu còn gì có thể nói nữa đây? Bị cô lập hoàn toàn cũng không đến nỗi đấy chứ. Nói xong, sắc mặt Lục Hoài Viễn trở nên dữ tợn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Lục Hoài Viễn, lúc này anh thật sự đã rơi vào đường cùng. Chương 1581 anh tính toán thế nào cũng không thể ngờ đằng sau Lục Hoài Viễn lại có Vũ Thiên Tôn một trong Lục Tôn Hạo Thiên. Càng không ngờ Vũ Thiên Tôn lại vô liêm sỉ mặt dày nhúng tay vào chuyện thế tục, còn muốn ép anh phải chết. Dù sao anh cũng chỉ là cảnh giới thiên vương, bất kể là thiên vương mấy sao cũng không có tư cách đánh trả ở trước mặt thiên thần. Mặc dù thế nhưng Tiêu Chính Văn vẫn chuẩn bị xong đòn tấn công cuối cùng. Cho dù Vũ Thiên Tôn bỗng giết anh thì cũng phải kéo theo tên phản nước Lục Hoài Viễn này chết cùng. Nhưng đột nhiên, ngay khi Tiêu Chính Văn cùng đường bí lối, trái tim rồng kim long trong người anh khẽ rung lên, một luồng ánh sáng vàng kim bao quanh Tiêu Chính Văn. Hả? Vũ Thiên Tôn không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy ánh sáng vàng kim đó. Đó không chỉ là một tia sáng, chỉ có người trên cảnh giới thiên thần mới có thể cảm nhận được thần uy phát ra từ người Tiêu Chính Văn. Hay nói cách khác đó không phải là hơi thở của con người, mà là hơi thở của rồng. Trái tim rồng kim long đang bảo vệ cậu ta ư? Vũ Thiên Tôn hơi biến sắc. Nhưng tim rồng là vật chết. Tiêu Chính Văn, đừng phản kháng nữa. Lúc này Vũ Thiên Tôn biến sắc đánh mắt ra hiệu cho Lục Hoài Viễn. Lục Hoài Viễn nhận lệnh sải bước về phía Tiêu Chính Văn. Chương 1582 mặc dù vừa nãy, Lục Hoài Viễn đã thua, hơn nữa còn thua một cách thảm hại, ngay cả thiên đạo vô ảnh mà ông ta tự hào nhất cũng bị Tiêu Chính Văn hóa giải một cách dễ dàng. Thế nhưng lúc này tình hình đã khác. Sau lưng ông ta không chỉ có hai thiên vương bốn sao là Quang Minh Tả Sứ và Quang Minh Hữu Sứ có thể xông thẳng lên trước bao vây Tiêu Chính Văn. Mà còn có một cường giả ở cảnh giới thiên thần là Vũ Thiên Tôn chấn giữ, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với Tiêu Chính Văn. Mọi người đều thấy rằng chắc chắn Tiêu Chính Văn chỉ còn đường chết thôi. Trần Cương vừa tới quảng trường Thái Dương, siết chặt nắm đấm, hai mắt dường như sắp phun ra lửa. Anh ta tự trách thực lực bản thân quá yếu. Hoàn toàn không có tư cách giúp đỡ chủ soái của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Chính Văn rơi vào hiểm nguy. Mà một bên khác, Dương Linh Nhi cũng tức giận trợn mắt, siết chặt bàn tay thành nắm đấm.
Mặc dù cô ta đã có thực lực của một chủ soái địa cấp 3 sao, nhưng tên yếu nhất bên phía đối phương cũng là thiên vương thiên cấp 4 sao. Cô ta cảm thấy vô cùng bất lực. Lẽ nào chiến thần Tiêu Chính Văn từng trăm trận trăm thắng, bảo vệ Hoa Quốc bấy lâu nay, sẽ bỏ mạng ở nơi này thật sao? Hừ, Tiêu Chính Văn quá tự cao rồi, dám bất kính với cao thủ ở cảnh giới thiên thần như vậy, hắn chết cũng đáng. Dù hắn có sử dụng hết tất cả chiêu thức thì ngày hôm nay chắc chắn cũng chỉ còn đường chết mà thôi. Muốn trách thì chỉ có thể trách hắn không biết thức thời, Quang Minh Tôn đã cho hắn đường sống, là tự hắn không cần. Lúc này, những tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp bốn phía, nhưng tất cả đều đứng về phía Quang Minh Tôn không có ngoại lệ. Thế giới chính là như vậy, thực lực của bên nào mạnh hơn thì đám đông sẽ luôn luôn đứng về bên đó. Dù gì đứng về phía kẻ thắng thì ít nhất còn có thể giành được danh tiếng có mắt nhìn người. Mà kẻ yếu, ngoài bị thời đại lãng quên ra thì chỉ có sự sỉ nhục. Lúc này, cục diện sớm đã không còn là trận quyết đấu giữa hai người Quang Minh Tôn và Tiêu Chính Văn nữa, mà nó đã trở thành cuộc đối kháng giữa thực lực của cả phái Quang Minh và một mình Tiêu Chính Văn. Cùng lúc này, Quang Minh Tả Sứ và Quang Minh Hữu Sứ cũng nhẹ nhàng nhảy xuống giữa quảng trường. Hai người bọn họ bước về phía Tiêu Chính Văn cùng Quang Minh Tôn, ý định giết người cũng ẩn hiện trong đáy mắt. Chương 1583 còn Vũ Thiên Tôn nãy giờ vẫn lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn, trong ánh mắt lúc này cũng lóe lên vô số sát khí. Nếu như không có sự xuất hiện của tia sáng màu vàng đó thì Vũ Thiên Tôn tuyệt đối sẽ không xem trọng Tiêu Chính Văn đến thế. Dù sao bên dưới thiên thần cũng chỉ là loài kiến bé nhỏ. Trước khi đạt tới cảnh giới thiên thần thì căn bản không xứng để Vũ Thiên Tôn phải xem trọng như vậy. Thế nhưng tình hình trước mắt đã khác. Tiêu Chính Văn là người được trái tim rồng che chở, sau này nhất định có thể phát triển vượt bậc với sự trợ giúp của trái tim rồng. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn sẽ trở thành kẻ địch mạnh của Vũ Thiên Tôn. Vũ Thiên Tôn đã đột phá cảnh giới thiên thần cả trăm năm nay, bên trên thiên thần đều là nhân vật siêu nhiên. Không chỉ có sức mạnh và thực lực siêu nhiên mà ngay cả tuổi thọ cũng vượt xa người thường. Trong những tháng năm cuộc đời đã qua, Vũ Thiên Tôn tổng kết được một đạo lý, tuyệt đối không thể để cho bất cứ một đối thủ tiềm năng nào được nhìn thấy ánh mặt trời của ngày hôm sau. Nếu không sẽ chẳng khác gì tự mưu sát chính mình. Vậy nên, hôm nay Tiêu Chính Văn bắt buộc phải chết. Mấy người đang ức hiếp người khác, Dương Linh Nhi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Mặc dù cô ta mới chỉ quen biết Tiêu Chính Văn vài ngày, thế nhưng khí thế chính trực hào hùng và sự quan tâm vô hạn đối với kẻ yếu của anh cũng đã khiến cô ta cảm động sâu sắc. Những thứ này càng thêm chứng minh Tiêu Chính Văn quả thực giống như những gì cô ta đã nghĩ, là trang hào kiệt trong đám người thường. Vậy nên, Dương Linh Nhi sao có thể nhẫn tâm nhìn Tiêu Chính Văn nhảy vào chỗ chết mà bản thân lại im lặng không lên tiếng? Sao cô lại tới đây? Không phải tôi đã bảo cô và Trần Cương rời đi rồi hay sao? Tiêu Chính Văn nhíu mày. Tình hình trước mắt vô cùng nguy cấp, đừng nói là bảo vệ cho Trần Cương và Dương Linh Nhi, ngay cả tự bảo vệ chính mình cũng còn rất khó. Sau khi anh mất mạng, Quang Minh Tôn nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc, tuyệt đối sẽ không để cho chuyện ngày hôm nay lộ ra bên ngoài, càng không thể để Hoa Quốc biết được thân phận thật sự của ông ta. Chủ soái, Trần Cương cũng bước ra khỏi đám người. Giận dữ nói, nếu hai năm trước không có anh thì cỏ trên mộ tôi đã cao tới 2 mét rồi. Chết thì có làm sao? Đám người khốn nạn này cậy thế ức hiếp người khác phút. Không đợi Trần Cương nói xong, Vũ Thiên Tôn đã phất ống tay áo, một luồng gió mạnh đánh thẳng vào mặt Trần Cương. Chương 1584 khụ, mặc dù cú tát này không lấy mạng của Trần Cương, nhưng cũng khiến khóe miệng anh ta be bét máu. Suy cho cùng đó cũng là cú tát của cường giả cảnh giới thiên thần, dù ra tay nhẹ hơn thì Trần Cương cũng không thể chịu đựng nổi. Ức hiếp người ư, ha ha, Quang Minh Tả Sứ không hề cảm thấy hổ thẹn, ngược lại còn thấy vinh quang ngửa mặt cười lớn. Dù bọn họ ỷ đông hiếp yếu, dồn Tiêu Chính Văn tới chỗ chết ngay trước mặt rất nhiều cường giả ở cảnh giới thiên vương đang quan sát quảng trường Thái Dương thì đã sao? Sau lưng bọn họ là Vũ Thiên Tôn, ai dám nói nửa lời cơ chứ? Chúng tôi cứ ức hiếp người khác đấy, anh làm gì được nào? Quang Minh Hữu Sứ nói với vẻ mặt mỉa mai. Đáng tiếc, Tiêu Chính Văn, với tiềm lực của cậu, tới lúc thuần thục thì thật sự sẽ có tiền đồ rộng mở, nói không chừng tới ngày nào đó tôi còn phải cúi đầu trước cậu, thế nhưng trước khi cậu trở nên tài giỏi, cậu vẫn chỉ là một con kiến mà thôi. Quang Minh Tôn Lục Hoài Viễn chắp hai tay sau lưng, cười lớn với vẻ vô cùng đắc ý.
Tiêu Chính Văn, làm người thì quan trọng nhất là phải nhận định cho rõ hiện thực, sau lưng tôi có cường giả thiên thần, sau lưng cậu có gì? Khí vận của Hoa Quốc à? Nói thật cho cậu biết, từ lúc khí vận hình thành cho tới khi bộc lộ uy thế ít nhất cần thời gian 1 năm. Có lẽ ngày mà khí vận thúc đẩy sức mạnh, cậu có thể tiến được một khoảng cách mà từ xưa tới nay biết bao người đều không thể bước được chỉ trong nháy mắt, một bước trở thành cường giả thiên thần. Thế nhưng, cậu vĩnh viễn cũng không thể đợi được tới ngày đó. Bởi vì cậu chỉ có một mình, còn tôi, sau lưng có cả phái Quang Minh. Quang Minh Tôn vừa dứt lời đã mạnh mẽ nhảy lên, Quang Minh Tả Sứ và Quang Minh Hữu Sứ cũng đồng thời ra tay. Ba người bao vây Tiêu Chính Văn, cục diện giết chóc cũng được hình thành, hơn nữa, ánh mắt tràn đầy sát khí của Vũ Thiên Tôn cũng nhìn về phía Tiêu Chính Văn, khóa chặt lấy hơi thở của anh. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh khủng khiếp tựa như ý chí đất trời bao phủ khắp người Tiêu Chính Văn. Nếu như không có trái tim Kim Long bảo hộ thì lúc này Tiêu Chính Văn thậm chí còn chẳng thể cử động. Chứ lấy đâu ra sức lực đánh trả. Mà đung vào lúc này, một âm thanh giống như tiếng sấm rền bất ngờ vang khắp không gian, ai dám nói, sau lưng Tiêu Chính Văn không có người. Chương 1585 ai dám dùng tên của một mình để đại diện cho cả phái Quang Minh. Ai dám khinh thường thiên tử của Hoa Quốc chúng tôi. Khinh thường khí vận của Hoa Quốc. Giọng nói này già nua, trầm khàn mà lại vô cùng bá đạo. Thậm chí còn mang theo thiên uy cuồn cuộn không gì có thể ngăn cản được. Màn ánh sáng màu vàng giữa không trung cũng khẽ rung động theo. Một luồng sức mạnh quét qua khắp không gian, bộc phát ra chỉ trong nháy mắt. Giữa bầu trời lại xuất hiện một bóng người to lớn khác. Bóng người này khí thế oai hùng, tóc bạc trắng đầu, trong khoảnh khắc hơi thở xuất hiện, luồng sức mạnh mà Vũ Thiên Tôn đang dùng để chèn ép Tiêu Chính Văn lập tức vỡ vụn và tản đi. Dù là Vũ Thiên Tôn khi trước vẫn luôn khinh thường thiên hạ thì lúc này gương mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy người Quang Minh Tôn phía dưới sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không thể di chuyển. Sức mạnh y hệt đang chèn ép trên người bọn họ nhưng họ lại không hề cảm thấy thoải mái giống như Tiêu Chính Văn. Suy cho cùng bọn họ cũng không có sự bảo vệ của trái tim rồng Kim Long, hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân để đối chọi với thiên uy. Giác, cùng với một tiếng kêu giòn tan, chân của Quang Minh Hữu Sứ gãy vụn, ngã phịch xuống đất vang lên một tiếng rầm. Hắn rất muốn nhìn xem rốt cuộc người vừa đến là ai. Thế nhưng sức mạnh khủng khiếp đó khiến hắn hoàn toàn không ngóc đầu lên nổi. Dầm, Quang Minh Tả Sứ cũng không tốt hơn hắn là bao, chẳng bao lâu sau đã phun ra một ngụm máu lớn, ngã nhào xuống đất. Chỉ có Quang Minh Tôn vẫn đang miễn cưỡng chống đỡ, thế nhưng ông ta cũng đau đớn y như vậy. Là ông nên biết Sáng Thế Chủ cần gì. Ông đang làm trái lại ý nguyện của Sáng Thế Chủ. Sau khi thấy rõ người đến là ai, sắc mặt Vũ Thiên Tôn chợt toát lên vẻ hoang mang. Sau đó dần dần trấn tĩnh lại. Mặc dù Vũ Thiên Tôn đang cố gắng che giấu nhưng nỗi sợ hãi của cụ ta lại hiện rõ lên mặt. Thực lực của đối phương quá mạnh, thậm chí chỉ một tiếng hét lớn thôi cũng đã khiến uy lực của cụ ta tiêu tan. Chương 1586 Chính Văn, ông không ngờ mới có mấy tháng mà cháu đã tiến bộ như thế, quả là không khiến người nhà họ Tiêu mất mặt. Người trên không trung đó không phải Tiêu Long thì còn có thể là ai nữa? Ông nội, cháu Tiêu Chính Văn vô cùng xúc động khi được gặp lại Tiêu Long lần nữa. Thế cục chết chóc lúc này cũng được hóa giải vì sự xuất hiện của Tiêu Long. Chính Văn, cháu nên biết rõ ông không thể ra tay đánh bọn họ, đây là quy tắc. Cuối cùng có thể thoát được hay không còn phải dựa vào bản thân cháu. Tiêu Long bình thản nhìn Tiêu Chính Văn. Cường giả cảnh giới thiên thần không được ra tay giết người bình thường dưới cảnh giới thiên thần, đây là luật bất thành văn trong hàng trăm. Hàng nghìn năm nay, Tiêu Long đường đường là quân tử, tất nhiên sẽ không xem thường điều cấm, không tuân theo phép tắc như Vũ Thiên Tôn. Tiêu Long kiêu ngạo đứng trong không trung, lạnh lùng đối đầu với Vũ Thiên Tôn, cụ ấy vừa xuất hiện đã chèn ép đám người Quang Minh Tôn không thể nào nhúc nhích, khiến mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lẽ nào người này là cảnh giới nhân vương? Phải biết rằng, 100 năm nay chưa từng xuất hiện ai ở cảnh giới nhân vương. Nhân vương là cảnh giới đáng sợ thế nào chứ? Bên bờ sông Ninh chỉ vì có một vị nhân vương khiến các cường quốc không dám có ý đồ bất chính. Ngay cả cường giả tuyệt thế như Napoleon cũng chỉ đành ngoan ngoãn rời khỏi phi lục, không dám có ý đồ tranh giành quyền lợi. Người trước mặt họ có uy lực khá giống với nhân vương.
Lúc này một vị chủ tế tóc bạc trắng đứng từ xa không tự chủ dập đầu chào Tiêu Long. Cụ ta từng nhìn thấy nhân vương ép buộc Napoleon như thế nào, chỉ sải chân một bước mà trời đất đều thay đổi, mặt đất rung chuyển, ngay cả mặt biển cũng nổi sóng. Sức mạnh đó khá giống với uy lực của Tiêu Long đang ở trước mặt này. Cụ ta đã đạt cảnh giới thiên vương 2 sao, đời này may mắn có thể nhìn thấy nhân vương xuất hiện 2 lần, giờ có chết thì cụ ta cũng không còn gì hối tiếc nữa. Nhưng cụ ta không biết Tiêu Long vẫn còn cách cảnh giới nhân vương nửa bước. Dù như thế cũng đủ để khiến mọi người ở quảng trường đều phải sửng sốt. Chương 1587 nhất là đám người La Quốc Hoa siết chặt nắm đấm, không cam lòng nhìn Tiêu Long. Ngay một phút trước đấy, họ vẫn đang cười cợt Tiêu Chính Văn tự đại ngông cuồng, hóa ra người tự đại lại là ông ta. Tiêu Chính Văn có chỗ dựa vững chắc như vậy, còn là một cường giả cảnh giới thiên vương 4 sao, còn ông ta có gì? Thực lực yếu, nhân phẩm tệ hại. Ngay cả mắt nhìn cũng kém. Càng là như thế, hận thù của ông ta với Tiêu Chính Văn càng thêm mãnh liệt, càng mong đợi Tiêu Chính Văn có thể chết ngay lập tức. Ông ta nghĩ chỉ cần Tiêu Chính Văn chết thì chứng minh suy nghĩ của ông ta là đúng. Cũng chỉ khi Tiêu Chính Văn chết mới khiến lòng đố kỵ, ghen ghét của ông ta dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng lúc này Tiêu Chính Văn lại không đáp lời Tiêu Long mà yên lặng ngồi trong quầng sáng vàng kim. Luồng sáng đó chứa sức mạnh ấm áp, khiến người ta có cảm giác cực kỳ thoải mái. Tiêu Chính Văn lọt thỏm vào trong đó, vô thức ngồi xuống đất, nhắm hai mắt lại. Lúc này trong quầng sáng vàng kim dường như xuất hiện một bóng người già nua. Bóng người đó vô cùng cao lớn hệt như một cây cột chọc trời, như núi cao hàng chục nghìn mét. Hai, bóng người đó thở dài, dịu dàng nhìn chăm chú Tiêu Chính Văn trước mặt. Tiêu Chính Văn cũng lặng yên nhìn ông lão. Mấy chục nghìn năm rồi. Sao, tôi tỉnh lại thế này? Dường như ông lão cũng đang rất khó hiểu nhưng sau đó lại lắc đầu, không. Mình đã chết rồi, là Hắc Long đã để sự tiếc nuối cuối cùng của mình thức tỉnh lần nữa. Lão già chết tiệt, gương mặt ông lão như hiện lên tia khát khao, chua xót khi nhắc đến hồi ức. Cậu đúng là yếu ớt, chỉ là mấy con kiến cảnh giới thiên thần có gì khó giết đâu chứ. Người thừa kế ý nguyện của Long tộc bọn tôi thế mà lại là thằng nhóc cậu, không biết ông trời đang đùa tôi hay là tội lỗi của Long tộc bọn tôi quá nhiều nữa. Ông cụ, tôi Tiêu Chính Văn vừa định đáp lời, ông lão khẽ khoát tay, phất áo nói, cả đời này tôi giỏi nhất là trận pháp, người đời chỉ biết trận pháp có hình thù, nhưng thật ra trận pháp vô hình. Trên đời này dù đang ở trong trận pháp thì mặt trăng mặt trời và các vì sao đều là mắt trận pháp, vũ trụ là trận pháp. Ngôi sao đầy trời đều có thể trở thành đao kiếm. Chương 1588 ta chu du thế gian, trở tay thành trận pháp, tâm tùy ý xoay chuyển, trời đất xoay chuyển cùng ta. Ông lão vừa dứt lời, trong ánh sáng vàng kim, bầu trời thay sắc, mặt trời lập tức biến mất, sao đầy trời lấp lóe sáng rực. Chỉ thấy ông lão dửng dưng nói, vô trận, thoáng chốc những ngôi sao kia biến mất, xung quanh chìm vào trong bóng tối vô tận. Ôi! Tiêu Chính Văn ngạc nhiên há hốc mồm, không dám tin những gì mình nhìn thấy. Hóa ra đây mới là trận pháp. Đây mới là trận pháp tối cao chân chính ẩn giấu của trái tim rồng Kim Long. Hiểu rõ chưa, ông lão cúi đầu nhìn Tiêu Chính Văn. À, Tiêu Chính Văn như bừng tỉnh, nhưng cuối cùng vẫn chưa thông suốt. Bản lĩnh thiên uy này sao có thể nhìn lướt qua một lần là hiểu rõ chứ? Dù là máy tính siêu cấp cũng phải có quá trình tính toán các thứ. Hai, đáng ra nên như thế, Long tộc nên có sức uy hiếp này. Mà thôi, tôi đã không còn hổ thẹn với Long tộc nữa. Dứt lời ông lão khẽ nhắm mắt, người dần mờ đi, cho đến khi ông lão hoàn toàn biến mất vào trong không trung Tiêu Chính Văn vẫn chưa thốt nên được lời nào. Mặc dù Tiêu Chính Văn vẫn còn đang ở trong ảo ảnh nhưng tình hình bên ngoài đã thay đổi. Một tiếng sấm sét nổ tung, luồng khí thế vô song đánh ra từ phía Tiêu Chính Văn. Trong thoáng chốc, mây trời thay đổi, cát vàng bị cuộn lên cao hàng chục nghìn mét. Từng ánh sao từ trên trời rơi xuống dưới bầu trời trong vắt, cảnh tượng vô cùng kỳ quái. Ngay cả Trán Vũ Thiên Tôn và Tiêu Long cũng toát đầy mồ hôi. Cùng là cường giả cảnh giới thiên thần, ngay khi sức mạnh đó đột nhiên xuất hiện, hai người đều cùng có cảm giác như cận kề cái chết. Dường như sinh mạng của mình nhỏ bé như hạt cát. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta túm lấy. Theo cách nói thông thường,
cảnh giới dưới thiên thần đều rất bé nhỏ, nhưng lúc này họ lại cùng có cảm giác mình thậm chí không bằng một con kiến. Chương 1589 mạng sống của họ không hề đáng được nhắc đến dưới sức mạnh đó, thậm chí đối phương chẳng cần động ngón tay, chỉ cần xoay chuyển suy nghĩ thì họ sẽ biến thành tro bụi ngay tức khắc. Không, không thể nào, tôi là cường giả thiên thần mà. Phú Thiên Tôn hét to lên, nhưng trong mắt cụ ta lại hiện lên vẻ sợ hãi. Tuy nhiên sau khi cụ ta hét lên, uy lực trên người đám người Quang Minh Tôn cũng được hóa giải, cuối cùng họ cũng được tự do. Giết cậu ta, Phú Thiên Tôn cũng không quan tâm nhiều nữa, cụ ta chỉ vào Tiêu Chính Văn khàn giọng hét lên. Sức mạnh lúc nãy có phải phát ra từ Tiêu Chính Văn hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Nguy hiểm, Phú Thiên Tôn lập tức cảm giác được sự nguy hiểm. Cụ ta là Lục Tôn Hạo Thiên, là cường giả cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao. Nhưng cảnh giới thiên thần không phải là bậc tối thượng, người nào đến được cảnh giới này đều hiểu biết nhiều hơn người thường. Thậm chí vào thời xa xưa, cảnh giới thiên thần thật sự chỉ là sự tồn tại nhỏ bé. Thậm chí còn không có tư cách làm người hầu. Thế nên bất kể sức mạnh đáng sợ vừa rồi có liên quan đến Tiêu Chính Văn hay không đều phải tiêu diệt hết mọi mối nguy hiểm cận kề. Cùng lúc đó khí thế của Vũ Thiên Tôn lại được nâng cao. Ý chí đáng sợ của cường giả cảnh giới thiên thần bao trùm xung quanh. Ngay cả mọi người ở toàn bộ nước Lý đều run rẩy. Sau đó Vũ Thiên Tôn mặc kệ Tiêu Long đang có mặt ở đó, cụ ta bỗng giơ tay ra vung một cú đấm về phía Tiêu Chính Văn. Chương 1590 các người thật hỗn láo. Tiêu Long tức giận quát lớn, luồng gió mạnh đánh đến chỗ Tiêu Chính Văn bỗng tan ra, vung tứ phía. Tiêu Long, sao ông có thể? Phú Thiên Tôn chỉ biết sáng thế chủ rất coi trọng Tiêu Long, hơn nữa Tiêu Long quả thật rất mạnh. Nhưng không ngờ cụ ấy lại có thể dễ dàng phá được cuồng phong của Vũ Thiên Tôn như thế. Lúc này Trần Cương đứng trong đám đông vô cùng kích động như tiêm phải thuốc kích thích. Thấy Tiêu Chính Văn đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, Dương Linh Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tiêu Chính Văn có liên quan đến cường giả mà anh gọi là ông nội đó thì chứng tỏ giữa hai người họ có quan hệ huyết thống, Vũ Thiên Tôn đừng hòng làm Tiêu Chính Văn bị thương. Lúc này ánh sáng vàng quanh người Tiêu Chính Văn bỗng nhạt đi, cùng lúc đó Tiêu Chính Văn cũng chậm rãi mở mắt ra. Những lời ông lão trong ảo ảnh lúc nãy nói vẫn còn vang vọng trong đầu Tiêu Chính Văn. Ta chu du thế gian, trở tay thành trận pháp, tâm tùy ý xoay chuyển, trời đất xoay chuyển cùng ta. Thầm nhắc lại câu nói này, Tiêu Chính Văn đứng dậy ngẩng đầu lên nhìn Vũ Thiên Tôn, lạnh lùng nói, ông đã từng thấy bóng tối thật sự chưa? Nghe thế Vũ Thiên Tôn không khỏi sửng sốt. Cụ ta không hiểu ý trong câu nói của Tiêu Chính Văn. Nhưng chỉ thấy Tiêu Chính Văn nhấc tay lên lạnh lùng nói, trời đất vốn là mắt trận pháp, trời đất đều có thể chuyển động theo trận pháp. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên nhìn mặt trời nóng bức trên đỉnh đầu, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, đồng thời một tay anh ấn xuống. Ngay lúc này cảnh tượng khiến mọi người không thể giải thích được xảy ra. Mặt trời thế mà lại dịch chuyển sang phía tây, hơn nữa mắt thường cũng có thể nhìn thấy nó đang dịch chuyển. Lúc này người dân toàn bộ nước Lý đều chấn động. Vì ai cũng có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng mặt trời lặn nhưng bây giờ mới là buổi trưa. Chết tiệt, vẫn chưa đến 12 giờ trưa mà trời sắp tối rồi ư. Rất nhiều người đều tỏ ra thắc mắc, nhưng kết quả lại không khiến họ thất vọng, trời tối thật rồi. Chỉ trong thoáng chốc, màn đêm đã bao trùm xung quanh. Điều khiến mọi người thắc mắc hơn là trên trời lại chẳng hề có sao. Ngay cả một ngôi sao cũng chẳng có, chỉ có bóng tối vô tận. Cả nước Lý đều chìm vào trong hỗn loạn, mọi người đều sợ hãi với hiện tượng thiên nhiên đáng sợ này. Rốt cuộc chuyện quái gì xảy ra thế? Cục vũ trụ quốc gia điều ra rõ ràng ngay cho tôi. Castro ở trong phòng làm việc bật đèn lên, đồng thời cũng hét lên một tiếng đầy tức giận. Hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ này thường dự báo sắp xảy ra thảm họa. Mà Cục Vũ trụ Quốc gia lại báo cáo là đột nhiên xảy ra hiện tượng nhật thực. Hơn nữa trên thế giới chỉ có nước Lý mới như vậy. Nói chính xác là lần nhật thực này chỉ xảy ra trong khoảng giữa từ Các Lô đến Kaman, ra khỏi khu vực này thì không còn cảm nhận được gì. Mẹ kiếp, Castro tái mặt khi nhận được báo cáo này, nhật thực nơi nào mà chỉ xảy ra ở phạm vi nhỏ như thế hả? Rốt cuộc, cậu làm bằng cách nào? Lúc này quảng trường chìm trong bóng tối, giơ tay ra không thấy năm ngón,
mồ hôi Vũ Thiên Tôn toát ra như tắm, cảnh giác nhìn Tiêu Chính Văn. Nếu nói luồng sức mạnh lúc nãy xuất hiện chỉ khiến Vũ Thiên Tôn hơi sợ hãi thì bây giờ Tiêu Chính Văn lại càng khiến cụ ta sợ hãi đến cực điểm. Khả năng này đâu phải là khả năng mà một cảnh giới thiên vương nên có. Dù là cường giả cảnh giới thiên thần cao hơn cảnh giới thiên vương rất nhiều cũng không làm được. Việc này vượt qua nhận thức của mọi người, cũng vượt xa ranh giới giữa hiện thực và mộng tưởng. Chương 1591 nếu đây chỉ là một trận pháp thì uy lực của trận pháp này đáng sợ đến mức nào? Lúc này Vũ Thiên Tôn càng kiên định với suy nghĩ của mình, dù như thế nào thì Tiêu Chính Văn cũng phải chết. Không ai biết rốt cuộc vừa nãy đã có chuyện gì xảy ra với Tiêu Chính Văn, nếu sức mạnh này của anh chỉ là tạm thời thì mọi thứ dễ giải quyết. Nhưng nếu anh thật sự có được năng lực mà người khác không biết thì rất đáng sợ. Lúc này Tiêu Chính Văn cũng chẳng hề dễ chịu gì. Anh chỉ dựa vào trí nhớ, hay nói cách khác là cảm giác mơ hồ hệt như ông lão bí ẩn đó nói, tùy ý thi triển. Thậm chí anh chưa từng nghĩ mình có thể làm trời đất thay đổi chỉ trong thoáng chốc như ông lão. Nhưng anh lại làm được. Tiếc là Tiêu Chính Văn hoàn toàn không biết tinh túy của trận pháp này là gì. Lần này cũng chỉ là may mắn mà thôi. Thậm chí lần sau Tiêu Chính Văn không thể giơ tay lên là đảo ngược trời đất như lần này. Chủ yếu vẫn là do khoảng thời gian quá ngắn, sự chấn động và dẫn dắt của trái tim rồng Kim Long, hay nói là sự tiếc nuối của vị Kim Long Vương trong quá khứ mang đến cho Tiêu Chính Văn vẫn chưa tiêu tan. Thậm chí xét về trình độ, Tiêu Chính Văn có thể tạo ra cảnh tượng dọa người như vậy đều dựa vào uy lực còn lại của Kim Long Vương. Ha ha ha, lúc này Tiêu Long bỗng bật cười thành tiếng. Tiếng cười này không phải tỏ ra đắc ý mà là Tiêu Chính Văn lại được tim rồng công nhận, tim rồng Kim Long đấy. Mặc dù trong năm tim rồng, Kim Long chỉ là trái tim thiên về trận pháp, nhưng trong truyền thuyết Kim Long có thể khuynh đảo trời đất bằng trận pháp. Cũng có thể nói thật ra năm quả tim rồng ứng với năm vị Long Vương. Đỏ, vàng, trắng, bạc, đen. Mỗi vị Long Vương đều giỏi về một lĩnh vực của riêng mình. Mỗi vị Long Vương đều là sự tồn tại đỉnh cao xứng đáng trong thời đại của họ. Là chủ nhân thật sự của thế giới này. Dù chỉ là một phần chục nghìn cũng đủ để Tiêu Chính Văn một bước đạt đến cảnh giới thiên thần. Thậm chí có thể là cảnh giới cao hơn. Mặc dù bây giờ Tiêu Chính Văn vẫn không thể đột phá trong thời gian ngắn nhưng được trái tim rồng Kim Long công nhận, được tim rồng Kim Long bảo vệ. Có nghĩa là Tiêu Chính Văn chính là đứa con trời chọn. Chương 1592 sau 1000 năm, cuối cùng nhà họ Tiêu lại xuất hiện đứa con được trời chọn lần nữa. Đây là bí mật mà Sáng Thế Chủ và Phái Quang Minh không bao giờ biết được. Bởi vì thứ đang chảy trong tim Tiêu Chính Văn là dòng máu Hoa Quốc. Người có thể được năm tim rồng công nhận chỉ có thể là huyết mạch Hoa Quốc. Vì Hoa Quốc là cội nguồn của Long tộc. Người dân Hoa Quốc là truyền nhân của rồng. Cứ 1000 năm mới xuất hiện một đứa con được trời chọn, là biểu trưng của số mệnh Hoa Quốc, cũng là thời kỳ Hoa Quốc sắp làm nên vinh quang. Nhưng như thế ông trời cũng giao trọng trách cho người này, chắc chắn sẽ đưa ra vô số thử nghiệm và thử thách. Trong quá khứ biết bao nhiêu đứa con được trời chọn đều gục ngã vào trong dòng thời gian dài đằng đẵng trong quá trình này. Nói cách khác, không phải mỗi một đứa con được trời chọn đều có thể thuận lợi đạt đến đỉnh cao, nhưng Tiêu Long vẫn thật lòng vui mừng cho Tiêu Chính Văn. Trong không trung, một luồng sáng màu vàng chiếu ra một thanh kiếm. Keng, âm thanh kim loại cực lớn phá vỡ không khí vang lên, thanh kiếm lớn đó chém xuống. Chèn ép trời sao, chém thiên tôn. Lần này Vũ Thiên Tôn cảm nhận được luồng sức mạnh khiến cụ ta rợn tóc gáy. Thanh kiếm đó như thể cắt đứt cả thế giới này. Khoảnh khắc đó, bóng tối tan biến, ánh sáng lại lần nữa quay về với con người. Cảnh tượng vừa rồi như thể chỉ là một giấc mộng. Nhưng Vũ Thiên Tôn vẫn còn hoảng sợ. Khoảnh khắc thanh kiếm đó chém xuống, lòng cụ ta nguội lạnh như tro tàn. Dường như cụ ta sắp bị tước đi mạng sống, mà cụ ta lại không còn sức vùng vẫy. Đây là nỗi sợ hãi từ sâu tận đáy lòng. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Vũ Thiên Tôn. Dường như ánh mắt đó hàm chứa uy nghiêm khiến Vũ Thiên Tôn không thể quay đầu né tránh. Lúc nãy ông nói hôm nay tôi chỉ có thể thua đúng không? Dứt lời, Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Quang Minh Tôn, sau đó giơ ngón tay lên, một lực vô hình cực mạnh đè lên người Lục Hoài Viễn. Lúc này trên lưng ông ta như cõng phải một ngọn núi lớn. Bịch,
giác, Quang Minh Tôn bị ép quỳ một gối xuống đất, nền gạch dưới chân như sắp vỡ vụn. Vũ Thiên Tôn, cứu, Lục Hoài Viễn đâu còn sự kiêu ngạo lúc nãy nữa, ông ta dùng chút sức lực cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Vũ Thiên Tôn. Chương 1593 thấy Quang Minh Tôn lại bị Tiêu Chính Văn dùng trận pháp chèn ép tới mức không thể cử động nổi chỉ trong chớp mắt, Vũ Thiên Tôn khẽ nhíu mày. Tiêu Chính Văn đang khiêu chiến với sự tôn nghiêm của một cường giả ở cảnh giới thiên thần như cụ ta. Dù sao lúc này cũng đang có mấy chục nghìn người đứng xung quanh quảng trường Thái Dương quan sát. Lúc này, Vũ Thiên Tôn nhìn Tiêu Chính Văn với sắc mặt vô cùng u ám, nói Tiêu Chính Văn. Tiêu Long vì cậu mà xuất đầu lộ diện, cậu lại dám chèn ép tôi như thế sao? Giọng nói đầy phẫn nộ của Vũ Thiên Tôn vang vọng khắp cả thành phố Kaman, bùng nổ trong tai tất cả mọi người. Có thể thấy lúc này Vũ Thiên Tôn đã phẫn nộ tới cực điểm, chỉ muốn băm vằm Tiêu Chính Văn thành vạn mảnh thì mới có thể chút được nỗi hận trong lòng. Hừ, không phải ông nói tôi buộc phải thua ông ta sao? Không phải ông nói hôm nay tôi chỉ có thể thua à? Tiêu Chính Văn lại chỉ tay thêm lần nữa, một ngôi sao rơi từ trên 9 tầng mây xuống. Trong nháy mắt, Quang Minh Tả Sứ biến hóa thành bụi máu. Đó là sức mạnh của một ngôi sao. Đâu phải là thứ mà một cường giả ở cảnh giới thiên vương như Quang Minh Tả Sứ có thể chịu đựng được. Thật ra lúc này, Tiêu Chính Văn cũng hết sức kinh ngạc. Không ngờ trận pháp này lại mạnh tới vậy. Chả trách Kim Long Vương đó lại nói ra mấy lời kiểu như giết thiên thần giống như tàn sát loài sâu bọ. Thấy bụi máu dần tàn hết, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía Vũ Thiên Tôn, nói, sao nào? Không phải ông muốn ra tay với tôi ư? Tận mắt chứng kiến người của mình hóa thành vũng máu. Sao vẫn còn chưa ra tay thế? Những lời này truyền vào tai Vũ Thiên Tôn, đồng thời cũng truyền đến tai tất cả mọi người đang có mặt. Vũ Thiên Tôn lúc này chỉ cảm thấy trên mặt mình có cảm giác bỏng rát khó chịu. Câu nói này của Tiêu Chính Văn giống như một cái tát vô tình giáng lên trên mặt cụ ta. Chưa nói cụ ta chỉ là một thiên thần huyền cấp 2 sao, dù cho có ở cảnh giới bán bộ nhân vương, đối diện với sức mạnh long trời lở đất như vậy, cụ ta dám ra tay sao? Cụ ta không dám, hiện giờ cảnh giới thiên thần là một sự tồn tại tối cao, thậm chí còn siêu nhiên hơn cả người bình thường, trở thành một cấp bậc đặc quyền. Thế nhưng vào mấy nghìn năm trước, việc các thiên thần còn không bằng loài chó lại là một việc vô cùng chân thực. Chương 1594 Vũ Thiên Tôn cũng là người ở đẳng cấp đó, vậy nên cụ ta biết rất rõ về rất nhiều những tin đồn mà tới nay vẫn chưa lưu truyền ra bên ngoài. Cho dù Tiêu Chính Văn chỉ mượn uy lực đáng sợ còn lại ban nãy của chủ nhân thì cụ ta cũng tuyệt đối không thể đối kháng được. Tiêu Chính Văn, cậu đã đạt được mục đích của mình là bắt sống Lục Hoài Viễn, do đó có những chuyện đừng làm quá lên. Một vài người không thể bảo vệ cậu bất kể mọi lúc được đâu. Vũ Thiên Tôn nghiến răng lên tiếng. Một vài người mà cụ ta ám chỉ đương nhiên không phải Tiêu Long mà là sự tồn tại mà cụ ta phải kiêng dè kia. Lúc này... Vũ Thiên Tôn cũng không rõ ban nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao hơi thở mạnh mẽ như vậy lại đột nhiên xuất hiện bên trong vòng sáng màu vàng của Tiêu Chính Văn. Chỉ là cụ ta vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã tiến lên trước một bước, đi tới bên cạnh Vũ Thiên Tôn chỉ trong nháy mắt. Hai người trố mắt nhìn nhau, Tiêu Chính Văn chỉ cười khẩy, giơ tay lên rồi lại tiếp tục chỉ điểm. Phụt, Quang Minh Hữu Sứ cũng hóa thành bụi máu chỉ trong nháy mắt, cứ thế nổ tung. Tiêu Chính Văn, Vũ Thiên Tôn nghiến răng ken két. Sao nào, ông không dám đấu với tôi sao? Hay là ông đang sợ điều gì? Khóe miệng Tiêu Chính Văn khẽ nhếch lên, nở nụ cười nhìn Vũ Thiên Tôn lúc này khuôn mặt đã trở nên méo mó. Thế nhưng, ngoài những tiếng nghiến răng ken két ra thì Vũ Thiên Tôn lại không nói bất cứ lời nào. Lúc này cụ ta còn có thể nói gì được nữa? Chưa nói đến việc chỉ Tiêu Long đã đủ để trấn áp cụ ta. Lúc này chỉ riêng Tiêu Chính Văn cũng tuyệt đối không phải là người mà cụ ta có thể xếp ngang hàng, một lần chỉ tay nhìn có vẻ đơn giản, nhưng bên trong lại ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh của trận pháp. Cho dù Âm Dương Tôn có sống lại thì tuyệt đối cũng không thể làm được như Tiêu Chính Văn, tùy ý giơ tay nhấc chân cũng mang theo sức mạnh trận pháp vô thượng. Hừ, phái Quang Minh thì đã sao? Giết người của ông ngay trước mặt ông thì sẽ thế nào? Tôi không chỉ giết hai người bọn chúng mà tất cả người của Lục Hoài Viễn đều phải chết. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa chỉ tay. Phụt 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 phụt, mấy chục tên vệ sĩ mặc đồ đen gần như nổ tung thành bụi máu ngay lập tức, đám người thậm chí bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Chương 1595 dù Tiêu Chính Văn đã khiêu khích như vậy nhưng Vũ Thiên Tôn vẫn không nói lời nào. Lúc này, trên quảng trường đã trở nên nhốn nháo. Vũ Thiên Tôn là cường giả ở cảnh giới thiên thần đấy. Một cường giả ở cảnh giới thiên thần lại bị cảnh giới thiên vương khiêu khích như thế, bị người ta sỉ nhục như vậy mà cụ ta vẫn có thể nhẫn nhịn ư. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn xung quanh quảng trường, lạnh lùng cười nói với đám cao thủ đang đứng xem trên đỉnh tháp và các cao thủ xung quanh, sao nào? Không phải mấy người cho rằng hôm nay tôi nhất định sẽ chết sao? Giọng nói của Tiêu Chính Văn truyền ra xa mấy cây số, lọt vào trong tai mỗi người, cả đám người không ai không cúi đầu sợ hãi. Đặc biệt là Sandos chỉ muốn độn thổ cho xong. Chỉ vài phút trước, cường giả ở cảnh giới thiên thần khiến ông ta phải quỳ xuống vái lạy, lúc này, dưới sự truy hỏi của Tiêu Chính Văn lại chẳng thể thốt nên lời. Chỉ 20 phút trước, Quang Minh Tôn được ông ta khen là tài giỏi, lúc này đang quỳ một gối dưới đất, thậm chí ngay cả đầu cũng không thể ngóc lên nổi. Cả quảng trường trở nên tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người thậm chí còn không dám thở mạnh. Mỗi người đều đang đợi Tiêu Chính Văn và Vũ Thiên Tôn lên tiếng, ở nơi này chỉ có hai người bọn họ mới có tư cách nói chuyện. Từ ngàn xưa, Hoa Quốc của tôi đã có một câu nói nổi tiếng, động vào người Hoa Quốc thì xa mấy cũng giết. Hôm nay Tiêu Chính Văn tôi cảnh cáo mấy người, 1000 năm trước, thần uy của Hoa Quốc không thể xâm phạm, 1000 năm sau, dám động tới người của Hoa Quốc thì tôi nhất định sẽ giết không tha. Giết không tha, ba chữ này vang vọng hồi lâu trong tai mọi người. Lúc này, không ai dám lên tiếng, dù cho Vũ Thiên Tôn đã tức giận tới mức mặt mũi tím ngắt nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ nghiến răng, âm thầm khắc ghi mối thù hôm nay trong lòng. Sau khi liếc mắt nhìn mọi người trên quảng trường một lượt, lúc này Tiêu Chính Văn mới quay người lại, dùng một tay đè lên người của Lục Hoài Viễn, khẽ dùng lực. Rắc, tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Cột sống của Lục Hoài Viễn gãy rồi sao? Dầm. Quang Minh Tôn từng ngông nghênh tự đại không coi ai ra gì, Quang Minh Tôn từng giết chết thiên vương số một Âu Lục chỉ với 5 chiêu, lúc này lại nằm dạp xuống đất giống như một con chó chết. Đừng nói là phản kháng, bây giờ ngay cả cử động ông ta cũng không làm nổi. Cột sông bị Tiêu Chính Văn đánh gãy chỉ với một bàn tay, cả người như mất đi toàn bộ sức lực, gì mà cảnh giới thiên vương cấp 4 sao, thực lực hơn người gì chứ, lúc này ngay cả một người bình thường ông ta cũng không bì nổi. Chương 1596 Tiêu Chính Văn tiện tay nhấc Lục Hoài Viễn đã sụi lơ như đống bùn nhão, lạnh lùng nói, hôm nay không giết ông, không phải không thể, cũng không phải không dám. Thiên tử vẫn đang ở thiên tử các đợi gặp ông, sự sống chết của ông sẽ do thiên tử quyết định. Lục Hoài Viễn run lên bần bật, gặp mặt thiên tử, ông ta biết giải thích thế nào. Phải ăn nói thế nào đây? Nói với thiên tử ông ta là Quang Minh Tôn của phái Quang Minh sao? Ông ta không dám, nếu như ông ta dám công khai thân phận của mình, thì không cần thiên tử của Hoa Quốc xử lý ông ta, phái Quang Minh sẽ cử người đưa ông ta xuống địa ngục. Lục Hoài Viễn vô cùng không cam tâm quay đầu nhìn Vũ Thiên Tôn, giờ phút này, ông ta chẳng có gì ngoài sự khó hiểu. Tại sao Vũ Thiên Tôn không ra tay, tại sao không cứu ông ta, tại sao chúng ta đi? Trước khi đi, Tiêu Chính Văn còn quay đầu nhìn Tiêu Long khẽ gật đầu với anh. Lúc này Trần Cương và Dương Linh Nhi mới như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, bước ra khỏi quảng trường cùng với Tiêu Chính Văn. Đám người xung quanh tự động giạt ra thành một con đường, đồng loạt cúi đầu xuống, thậm chí còn không dám nhìn Tiêu Chính Văn thêm lần nào. Trong tay anh là Quang Minh Tôn, mà sau lưng anh, hai vũng máu lênh láng kia chính là Quang Minh Tả Sứ và Quang Minh Hữu Sứ. Chém giết quyết đoán tới mức nào, sát khí bá đạo ra sao? Lúc Tiêu Chính Văn đi ngang qua đám người này, thậm chí có không ít người còn không tự chủ được mà quỳ xuống hệt như chào đón Vũ Thiên Tôn ban nãy, cam tâm tình nguyện quỳ xuống đất. Cả quảng trường chỉ còn tiếng bước chân của mấy người Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nghênh ngang dẫn theo Trần Cương và Dương Linh Nhi bước ra khỏi quảng trường. Lúc này, vòng ngoài quảng trường, đại quân mấy chục nghìn người đã dương sẵn nòng súng. Chỉ cần có mệnh lệnh là có thể tiến hành một cuộc tiến công mang tính hủy diệt toàn bộ những người đang có mặt trên quảng trường Thái Dương. Lúc này, người của gia tộc Dupan ngẩng đầu lên nhìn về phía Vũ Thiên Tôn. Không được ngăn lại, Vũ Thiên Tôn gằn giọng nói. Ngăn lại, trừ phi cụ ta điên rồi. Chương 1597 bây giờ ai có thể ngăn cản Tiêu Chính Văn được đây? Ít nhất là hôm nay,
tất cả mọi người đang có mặt ở quảng trường đều không có cách nào ngăn cản anh lại. Dù cho cụ ta và Tiêu Long có liên thủ thì cũng khó mà thực hiện được. Vậy nên, lựa chọn tốt nhất là thả cho Tiêu Chính Văn đi, để anh đi càng xa càng tốt. Tiêu Chính Văn vừa bước ra khỏi quảng trường lại bị một đội quân mấy chục nghìn người bao vây, vô vàn họng pháo đen ngòm lạnh lùng, cộng thêm súng máy hạng nặng đều đồng loạt chĩa thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Thế nhưng, lúc Trần Cương vô cùng lo lắng nhìn về phía đội quân chính quy đó, bọn chúng lại chủ động nhường ra một con đường. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Trần Cương kích động không thôi. Đây thật sự là đi ngang qua thiên quân vạn mã, giống như tiến vào chốn không người. Khí thế này uy nghiêm tới mức nào cơ chứ? Quá oai phong, đời này anh ta có may mắn được hưởng đãi ngộ lớn đến thế, dù có phải chết thì cũng xứng đáng. Tới khi đi đến khu vực an toàn, Trần Cương mới kích động hỏi, chủ soái Tiêu, ban nãy, tại sao anh không giết Phú Thiên Tôn luôn? Giữ lại mạng của ông ta, có thể sẽ là mầm mống của tai họa. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn Trần Cương, cười gượng nói, cậu cho rằng tôi có thể giết chết cường giả ở cảnh giới thiên thần thật sao? Trần Cương không khỏi ngơ ngác trước câu hỏi của Tiêu Chính Văn. Người khác không rõ, Tiêu Chính Văn lại rất rõ ràng, trận pháp ban nãy của anh còn chưa đạt tới một phần nghìn uy lực của ông lão đó. Thế nhưng lại vượt qua uy thế của ông lão, cũng có thể nói. Cảm giác mà anh mang đến cho người khác thật sự rất khủng bố, thế nhưng cũng chỉ có thể ở mức độ cảm giác mà thôi. Dù là lúc giết chết Quang Minh Tả Sứ và Quang Minh Hữu Sứ thì cũng không thể chỉ dựa vào trận pháp, nếu như chỉ dựa vào trận pháp thì căn bản không đạt tới được hiệu quả thị giác khiến hai người hóa thành bụi máu trong nháy mắt như vậy. Mà vào lúc chỉ tay, hàng chục mũi kim châm cũng đồng loạt bắn ra từ trong tay áo. Nếu như sau khi xảy ra mọi chuyện mà kiểm tra kỹ lưỡng thì sẽ phát hiện ra trong mấy vũng máu đó còn có cả kim châm. Vừa nãy, nếu như Tiêu Chính Văn không liên tục khiêu khích đối phương thai e rằng bản thân có muốn đi cũng khó như lên trời. Chẳng lẽ lại thật sự phải tiêu diệt hết toàn bộ đại quân mấy chục nghìn người đang bao vây phái bên ngoài kia sao? Chương 1598 mặc dù đối diện với người bình thường, Tiêu Chính Văn có đủ tự tin là mình có thể làm được. Thế nhưng tới lúc đó, quan hệ ngoại giao giữa Hoa Quốc và nước Lý cũng hoàn toàn sụp đổ, vô hình chung lại gây thêm phiền phức trên phương diện ngoại giao cho Hoa Quốc. Lúc này, trên người Dương Linh Nhi cũng đầm đìa mồ hôi lạnh. Lá gan của Tiêu Chính Văn rõ ràng chẳng thể dùng từ to để hình dung được nữa. Lỡ như Vũ Thiên Tôn thật sự ra tay, vậy thì, nghĩ tới đây, Dương Linh Nhi thậm chí còn không dám nghĩ thêm nữa. Dù có Tiêu Long ở đó. Nhưng khoảng cách giữa Tiêu Chính Văn và Vũ Thiên Tôn khi đấy chỉ là hai bước mà thôi. Anh Tiêu, anh đúng là một người to gan có kỹ năng cao cường. Dương Linh Nhi nói với đôi môi tái nhợt. Để có thể đưa ông ta sống sót trở về, ngoài đánh cược ra thì không còn lựa chọn nào tốt hơn. Tiêu Chính Văn cười nói. Tiêu Chính Văn đang đánh cược, cược rằng Vũ Thiên Tôn không dám ra tay. Sắp xếp máy bay, chúng ta trở về Long Kinh. Không đợi Dương Linh Nhi và Trần Cương nói thêm lời nào, Tiêu Chính Văn đã lớn tiếng dặn dò. Câu nói này cũng là để cho Vũ Thiên Tôn nghe thấy, thể hiện rằng Tiêu Chính Văn căn bản không sợ cụ ta báo thù mình giữa đường. Khóe miệng của Vũ Thiên Tôn hơi co giật, trong ánh mắt ngập tràn hận thù. Đây là đang tuyên bố với thiên hạ Tiêu Chính Văn tôi không sợ Vũ Thiên Tôn ông. Rõ ràng đang ức hiếp người quá đáng. Tiêu Long, ông cũng nghe thấy rồi chứ. Chuyện ngày hôm nay. Tôi buộc phải báo cáo lại chính xác trước mặt sáng thế chủ. Vũ Thiên Tôn oán hận chừng mắt nhìn Tiêu Long. Tiêu Long chỉ mỉm cười, hờ hững nói, mời cứ tự nhiên. Hừ, Vũ Thiên Tôn phất ống tay áo, gương mặt ngập tràn vẻ giận dữ. Vũ Thiên Tôn, bây giờ chúng tôi, mấy người của gia tộc Dupan nhìn về phía Vũ Thiên Tôn với sắc mặt cực kỳ khó coi. Chương 1599 giờ Quang Minh Tôn đã bị Tiêu Chính Văn dẫn đi. Bọn chúng cũng mất đi chỗ dựa vững chắc. Thật ra trước giờ, gia tộc Dupan đều dựa dẫm vào Quang Minh Tôn. Lúc này, ngoài việc nghe theo mệnh lệnh của Vũ Thiên Tôn thì bọn chúng không thể nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Đại quân mấy chục nghìn người thì đã sao? Đối diện với Thiên Vương 4 sao thì chẳng qua cũng chỉ là một đám oát con mà thôi. Để cho bọn chúng đi, Vũ Thiên Tôn gần như thốt ra mấy chữ này từ trong kẽ răng. Mãi tới tận lúc này, mấy người La Quốc Hoa vẫn kinh ngạc trợn mắt há mồm. Làm vậy là tát thẳng vào mặt Vũ Thiên Tôn,
Điều này nghiêm trọng hơn nhiều so với việc làm ầm ĩ lên với Quang Minh Tôn. Chuyện ngày hôm nay, nếu có người dám rêu rao ra bên ngoài thì, giết. Dứt lời, Vũ Thiên Tôn phất ống tay áo quay người rời đi. Người của Vũ Thiên Tôn lại bị một thiên vương 4 sao giết chết, dù đã giết chết, người ta vẫn còn không ngừng khiêu khích cụ ta. Không chỉ có khiêu khích mà còn nghênh ngang rời đi. Nếu như truyền ra bên ngoài thì cụ ta đâu còn mặt mũi gì nữa. Mãi tới khi Vũ Thiên Tôn đi xa, Jason mới nhanh chân đuổi theo Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, thần uy của anh bao trùm cả thế gian. Kể từ ngày hôm nay tôi sẽ là tay sai của anh. Không không không, tôi chính là một con chó bên cạnh anh. Tôi vô cùng ngưỡng mộ anh, không đợi Jason nói xong, Tiêu Chính Văn đã nhíu mày xua tay, ngắt lời với câu còn lại mà hắn đang định nói tiếp. Nhanh chóng thu xếp máy bay, tôi phải trở về Hoa Quốc. Còn nữa, anh vẫn ở lại gia tộc Azer Lanchi, nếu như có tin tức gì thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, đây là số điện thoại của tôi. Tiêu Chính Văn nói rồi đưa số điện thoại của mình cho Jason. Được, xin chủ nhân cứ yên tâm, tôi chính là một cây cọc ngầm cài cắm bên trong gia tộc Azer Lanchi, chỉ cần bọn họ có thêm động thái thì tôi nhất định sẽ thông báo với anh ngay lập tức. Nói xong, Jason dè dặt nhận lấy số điện thoại của Tiêu Chính Văn. Chương 1600 sau đó, hắn rút điện thoại ra thu xếp máy bay cho Tiêu Chính Văn và Dương Linh Nhi. Đi tới sân bay, Tiêu Chính Văn mới quay người nói với Trần Cương, cậu cũng không cần phải đi làm lính đánh thuê hay là côn đồ nữa, cầm lấy danh thiếp của tôi đi tìm Quân Thích, cậu ấy sẽ sắp xếp nhiệm vụ mới cho cậu. Trần Cương nhận lấy danh thiếp của Tiêu Chính Văn, cảm động tới độ nước mắt lưng tròng. Đó là Điện Thần Long đấy. Là tổ chức mà biết bao người mơ ước được gia nhập, mà hiện giờ anh ta đã trở thành một thành viên của Điện Thần Long rồi sao? Anh Tiêu, tôi, cởi bỏ quân trang cũng phải đền đáp quốc gia. Tiêu Chính Văn thẳng thừng ngắt lời nửa vế câu sau của Trần Cương, bình thản nói. Rõ, Trần Cương hành quân lễ với Tiêu Chính Văn. Jason dùng xe riêng của mình đưa Tiêu Chính Văn và Dương Linh Nhi tới sân bay, bỗng điện thoại của Tiêu Chính Văn đổ chuông. Rút điện thoại ra nhìn. Thấy là Tần Vũ gọi tới, Tiêu Chính Văn lập tức nhận cuộc gọi. Cậu Tiêu, tôi đã nhận được tin tức về chuyện của cậu ở nước Lý rồi, cậu sao rồi, không bị thương đấy chứ? Tiêu Chính Văn cười lớn đáp, anh Tần ơi anh Tần, anh gọi tới không phải để hỏi tôi có sao không đâu nhỉ? Yên tâm đi, Lục Hoài Viễn vẫn còn sống, có điều, thân phận của ông ta, e rằng anh có nằm mơ cũng chẳng thể đoán được. Ông ta chính là Quang Minh Tôn vô cùng nổi danh. Vậy nên e rằng anh phải đích thân điều tra vụ án này rồi. Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, Tần Vũ ở đầu dây bên kia sững sờ hồi lâu mới trầm giọng lên tiếng, quả nhiên là vậy, có điều đưa ông ta trở về nước như thế thì nguy hiểm quá lớn, tôi đã cử một người qua đó, nếu như tiện thì cậu ở sân bay đợi cậu ấy một lát. Bảo cậu ấy thông qua con đường khác đưa Lục Hoài Viễn trở về Long Kinh chịu phạt. Thật ra Tần Vũ vẫn lo cho an nguy của Tiêu Chính Văn nhiều hơn. Lỡ như bởi vì có Quang Minh Tôn ở trên máy bay mà xảy ra bất trắc gì, ông ta chết thì cũng chẳng có gì đáng tiếc, nhưng Tiêu Chính Văn mà có mệnh hệ gì thì Tần Vũ chỉ có thể mang đầu mình tới gặp thiên tử thôi. Tiêu Chính Văn ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu nói, được rồi, có điều tôi không thể đưa ông ta về nước cùng với người của anh được, nhà tôi còn có chuyện quan trọng đang chờ tôi nữa. Thời gian dự sinh của Khương Vi Nhan đang tới gần. Tiêu Chính Văn đâu có thời gian vòng vo đi theo thuộc hạ của Tần Vũ đưa Lục Hoài Viễn trở về nước. Đương nhiên, thời gian dự sinh của em dâu cũng tới gần, cậu bay về Long Kinh trước đi, tới lúc đó tôi sẽ sắp xếp máy bay đưa cậu về thẳng Giang Trung. Tần Vũ vỗ ngực nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 69.